Xếp thẩm, nghe đồn núi Phác Đà là nơi ẩn cư của lão thực thần, tôi tin món ăn của ông ấy có thể chữa khỏi bệnh chán ăn của anh, mong là thế. Sư phụ, ăn cơm thôi. Ừ. Mời thầy, cơm chiên trứng thầy thích ăn nhất. Nay tài nghệ nấu nướng của con đã vô cùng thành thục, nhưng sư phụ vẫn thích món cơm chiên trứng con nấu nhất. Sư phụ yên tâm, dù con có giành được cái danh thực thần, con cũng nấu cơm chiên trứng cho sư phụ ăn cả đời, được. Phải rồi, trong bếp vẫn còn một món nữa. Vậy con mau lên, sư phụ đợi con rồi ăn chung luôn. Ai vậy, trông khí thế như thế. Đúng vậy, sao ông chủ giàu có như thế lại tới nơi khỉ ho cò gáy như chỗ chúng ta nhỉ? Xin hỏi, ông là Trương lão tiên sinh sao? Đúng là tôi, tìm tôi có chuyện gì không? Trương lão tiên sinh, chỉ cần ông chữa được bệnh chán ăn của xếp thẩm bằng một món ăn, nhà họ Thẩm sẽ không quên ân tình của ông đâu. Những món đồ này chỉ là một chút thành ý của xếp thẩm. Mong ông nhận cho, 1 vạn lượng vàng, 1 củ nhân sâm 1000 năm, 1 chiếc thẻ đen đứng tên nhà họ Thẩm. Không có hạn mức, 10 căn biệt thự ở Giang Cảnh. Đây chỉ là quà gặp mặt, chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh chán ăn của xếp thẩm, có điều kiện gì, ông cứ nói. Tôi sống tới gần này tuổi đầu rồi, cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, cho tôi hết sao? Tôi đã quyết không đụng tới dao, không nấu ăn nữa. Nhưng, đồ đệ quan môn của tôi, tài nấu nướng đã đạt tới thượng thừa, chắc chắn nó sẽ chữa khỏi bệnh chán ăn của cậu. Đây là cơm chiên trứng đồ đệ tôi nấu, là mỹ vị nhân gian đấy. Hay là, cậu thử xem. Đây không phải cơm chiên trứng bình thường đâu. Tên của nó là cơm ủ ê, mất hồn, xúc xích bên trong được nhập từ Pháp. Cần ướp lạnh, ướp muối 7.749 ngày, cho mỡ thấm đều, đậu xanh, trứng gà, hành lá đều là thực phẩm tươi ngon nhất mùa. Trộn lẫn với cơm ở nhiệt độ cao. Tới khi mùi thơm của gạo, của rau bốc lên thơm phừng phức, thì lên đĩa. Xếp thẩm, anh thấy sao? Cơm này đúng là giỏi lắm. Lão già kia lại dám dùng thứ rác rưởi này đối phó lấy lệ với xếp thẩm. Người đâu, phá nhà lão già này cho tôi. Đợi đã. Người đâu, phá nhà lão già này cho tôi. Đợi đã. Đúng là rất ngon. Hạt gạo tươi, ăn vào thì mềm, không hổ là đồ đệ của thực thần. Tôi có thể gặp người nấu món này không? Đi đi, đi đi, nó đang trong bếp ấy. Alo. Gì cơ? Liên hôn. Liên hôn, thằng nhóc này. Hôn sự của con và Tuế Tuế được bà con quyết khi bà vẫn còn sống. Phải kết hôn. Đừng có giở trò với mẹ. Nhưng không như nhị gì hết, nếu con dám không về, sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Thằng nhóc này, mẹ còn không trị được con sao? Xếp thẩm, chúng ta
về Vân Thành, kết hôn. Ơ. Sư phụ, nhà con giục cưới ghê quá. Con không thể không rời khỏi đây. Thời gian tới, sư phụ phải chăm sóc tốt cho mình đấy. Đi đi, đừng lo cho sư phụ, chỉ là đám người kia lắm mưu nhiều kế. Túi gấm này, con cầm lấy đi. Trong đó có thuốc giải có thể khắc chế được vạn độc. Vào thời khắc quan trọng, nó có thể cứu sống con. Nhớ, bất kể thế nào, con cũng phải bình an trở về. Sư phụ, con không nỡ xa người. Sư phụ cũng không nỡ xa con. Con lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải rời xa sư phụ. Đi đi. Mau đứng dậy. Sư phụ phải giữ gìn sức khỏe, đợi con về nấu cơm chiên trứng cho sư phụ ăn đấy. Được. Tôi tên Khương Tuế Tuế, sau này, mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Chỉ bảo cái gì, tôi không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để thuyết phục mẹ tôi, ép tôi phải kết hôn với cô. Nhưng tôi không phải mẹ tôi, thủ đoạn gì? Giả bộ vô tội vô dụng với tôi, mất lòng trước được lòng sau. Cô không được công khai quan hệ giữa chúng ta, càng không được nói chuyện này với mẹ tôi. Tóm lại, cô muốn tiền tôi có thể cho cô, nhiều hơn thì không có. Không phải, anh có bị điên không? Tên khốn tự cho mình là đúng này, nếu không phải gia đình giục cưới ghê quá, ai thèm kết hôn với anh. Năm hạn xui xẻo. Đến cả tờ giấy cũng dám bắt nạt mình. Nhà hàng Thực Kinh. Cuộc thi thực thần tranh bá lần thứ 18. Chào sếp Thẩm. Sau này bỏ mấy thứ hình thức này đi. Vâng. Cô lề mề gì đấy? Nhà bếp ở bên kia. Tôi tới đây. Xin lỗi, xin lỗi. Là anh sao? Đúng là bám dai như đỉa. Theo tôi tới cả Thực Kinh rồi. Đừng nghĩ như thế tôi sẽ hồi tâm chuyển ý. Tôi mà chặn đường anh sao? Nực cười. Anh là cái thá gì? Bớt rát vàng lên mặt đi được không? Cô không biết tôi là ai sao? Tôi là, chả phải anh chỉ là nhân viên thôi sao? Anh yên tâm, đợi tôi qua được vòng phỏng vấn, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Tôi tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện chúng ta là vợ chồng ra ngoài đâu. Nhưng, nếu đầu anh có vấn đề, anh nên tới viện khám sớm đi. Người phụ nữ đó là ai? Lại dám quyến rũ sếp Thẩm? Cô ta tên Khương Tuế Tuế, là nhân viên mới tới ứng tuyển. Nếu chị không thích, tìm đại một lý do sa thải cô ta là được. Cô là tạp vụ mới tới sao? Một tạp vụ cũng muốn tham gia cuộc thi thực thần tranh bá. Đúng là mơ mộng hão huyền. Cô có ý gì? Cuộc thi thực thần tranh bá, chỉ có đầu bếp giỏi nhất nhà hàng 5 sao mới có tư cách tham gia, mà đầu bếp lợi hại nhất nhà hàng Thực Kinh, tất nhiên là chị Nguyệt Đình. Loại người ngoài không giỏi nấu nướng như cô. Cô muốn tham gia cuộc thi thực thần tranh bá, e là còn chả cầm nổi dao ấy chứ, thái đồ ăn. Chả phải là việc cơ bản sao, có gì khó đâu. Đồ nhà quê, muốn cắt ngọt, cần tốn nhiều thời gian. Tôi luyện từ 3 đến 5 năm cũng là ít. Nhìn dáng vẻ còn chả cầm nổi dao này của cô, nếu để cô tham gia cuộc thi thực thần tranh bá, đó chính là sỉ nhục cuộc thi. Các người nghi ngờ cách dùng dao của tôi sao? Trên đời này, ngoài sư phụ của tôi ra, không ai cầm dao vững và nhanh hơn tôi. Cô, mạnh miệng gớm,
Được, tôi sẽ cho cô cơ hội để cô thể hiện. Nếu thứ cô thể hiện ra không tốt như cô nói, vậy thì cút khỏi nhà hàng này. Làm sao, sợ rồi hả? Hối hận khi chém gió rồi sao? Dùng khoai tây thì đơn giản quá. Bình thường tôi toàn dùng đậu phụ luyện tập thôi. Được, đậu phụ thì đậu phụ. Đến lúc đó, cô đừng nói bọn tôi bắt nạt cô đấy. Đậu phụ Văn Tư, xong rồi. Đâu? Kỹ thuật cắt này, sao có thể? Thấy sao, tôi ở lại được chưa? Cô gái này lợi hại quá. Đậu phụ Văn Tư thách kỹ thuật thái nhất. Không cẩn thận đậu phụ sẽ bị nát. Trông cô ấy còn nhỏ tuổi. Không ngờ lại có bản lĩnh lớn như thế. Chả phải chỉ là thái đậu phụ thôi sao? Có gì đâu mà đắc ý. Nếu cô đã muốn ở lại đây như thế, vậy cả đời này ở lại đây làm phụ bếp đi. Thái rau, nhặt rau. Rất hợp với cô. Không hay rồi quản lý, đầu bếp của nhà hàng Thượng Minh tới đây gây chuyện rồi. Cái gì? To gan lắm. Món ăn ở quán cô, tôi cũng nếm thử rồi. Nói thật, mùi đó chả khác gì mùi nước rửa chén. Nếu các người thua trong cuộc thi thử thách lần này, thì dứt khoát đổi tên thành nhà hàng nước rửa chén luôn đi. Ông đang nói vớ vẩn gì đấy, to gan lắm. Xếp thập, Vương Minh đã tham gia cuộc thi thực thần tranh bá lần trước. E là quản lý Lý sẽ không phải đối thủ của ông ta. Nếu tôi thắng, nhà hàng Thượng Minh của ông phải tuyên bố đóng cửa ngay. Được thôi. Xếp thẩm còn đang ở thực kinh, mình không thể để thua cuộc thi này được. Nếu cô ấy mà ở đây, chắc chắn sẽ thắng. Ý anh là đồ đệ của thực thần sao? Anh cũng nghĩ Lý Nguyệt Đình sẽ thua phải không? Cô tới đây từ khi nào? Nếu thực kinh mà đổi thành nhà hàng nước rửa chén thật, không biết ông chủ sẽ tức giận nhiều nào. Việc này liên quan gì tới cô cũng chỉ là tạp vụ thôi, tạp vụ. Tôi không thích bị gọi như thế. Đợi cuộc thi kết thúc, nhất định tôi sẽ trở thành đầu bếp chính của thực kinh. Mơ giữa ban ngày, xếp thẩm, cuộc thi bắt đầu rồi. Nguyên liệu của món này rất tươi ngon, nhưng tiếc là chưa đủ độ lửa, khiến món ăn chưa thể đạt tới độ ngon tuyệt đối. Tài nghệ nấu nướng của Vương Lão quả nhiên danh bất hư truyền. Xong rồi, lẽ nào nhà hàng của chúng ta sẽ phải đổi tên thật sao? Tôi bầu cho Lý Nguyệt Đình một phiếu. Tôi bầu cho Vương Minh, tôi bầu cho Vương Minh, tôi bầu cho Vương Minh. Tôi bầu cho Vương Minh, cô thua rồi. Thế cũng thua được. Có thể thấy trình độ rất kém. Chủ của thực kinh đúng là không có mắt nhìn. Chỉ biết nói mát. Vương Minh lợi hại như thế, lẽ nào cô dám chắc mình sẽ thắng ông ta? Chỉ cần tôi dùng chút tài nghệ thôi. Cô nói vớ vẩn gì đấy? Sao tôi có thể thua được? Nhất định là các người gian lận. Mùi. Mùi vị này. Tôi thua rồi. Nhà hàng thực kinh, còn ai dám đứng ra nghênh chiến nữa không? Còn tôi. Nhà hàng thực kinh các người, còn có ai dám ra ứng chiến? Còn có tôi. Đáng ghét, Khương Tuế Tuế lại dám quyến rũ Dung Cảnh ngay trước mặt mình.
nào cũng là đầu bếp của nhà hàng thực kinh các người. Tôi đã ăn mặc thế này rồi mà ông còn không nhìn ra sao? Cô ta vẫn chưa xứng trở thành đầu bếp của thực kinh, cô ta chỉ là một phụ bếp làm việc vật mà thôi. Xì, một phụ bếp làm việc vật mà cũng dám ứng chiến, đúng là không biết sống chết. Tỉ thí với tôi, kẻ sợ chết hẳn là ông ha. Mau im miệng đi Khương Tuế Tuế, đừng ở đây tự làm mất mặt nữa. Khương Tuế Tuế, đừng tưởng cô học được chút kỹ thuật dùng dao là có thể tùy tiện ra mặt, cô vẫn chưa có tư cách lên tiếng ở đây đâu. Cô gái à, muốn tỉ thí nấu nướng với tôi, cô biết nếu thua sẽ phải trả giá thế nào không? Nếu tôi thua, tùy ông đưa ra điều kiện. Vì tôi không thể nào thua được, phách lối thật đấy. Nếu tôi thắng, vụ cá cược lúc trước của mấy người hủy bỏ. Hơn nữa, tôi muốn làm đầu bếp chính. Khương Tuế Tuế, cô làm thế là thừa nước đổ. Tôi tuyệt đối không cho phép loại như cô trở thành đầu bếp của thực kinh. Nếu để sếp biết, nhà hàng chúng ta bị buộc đổi tên thành nhà hàng Cam Thủy. Cô đoán xem, liệu sếp có giận không cô? Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng nếu cô thua, phải tự gánh mọi hậu quả. Đồng thời, cút khỏi nhà hàng thực kinh. Tôi là đồ đệ của thực thần, sao có thể thua được chứ? Quyết như thế đi. Người phụ nữ này thật biết cách gây phiền phức cho tôi. Nếu là đồ đệ của thực thần ở đây, chắc sẽ thận trọng hơn rất nhiều. Sếp Thẩm, tôi nghe nói đồ đệ của thực thần đã xuống núi, tìm người như mò kim đáy biển. Anh xem, chúng ta có tìm tiếp không? Tiếp tục tìm đi, nhất định phải tìm thấy người cho tôi. Một đứa con gái không có danh tiếng gì, chắc cũng chỉ biết chút kỹ thuật dùng dao, thế mà lại dám khiêu chiến Vương Minh. Đúng là không biết trời cao đất dày. Người ngay cả chị Nguyệt Đình cũng không thắng nổi, sao cô ta có thể thắng được chứ? Khương Tuế Tuế, tôi khuyên cô hãy lập tức nhận thua rồi xin tha đi, đừng để lát nữa nhận kết quả năm, sẽ mất mặt lắm đấy. Bổn tiểu thư, 3 tuổi đã đi theo sư phụ, 5 tuổi cầm dao, 7 tuổi đã chế biến ra được biết bao món ngon, tỉ thí nấu nướng, trước nay chưa từng thua, ngạo mạn. Vương Minh là người từng tham gia cuộc thi thực thần tranh bá mùa trước, ngay cả tôi còn chẳng thắng được, nếu giờ cô nhận thua. Có khi tôi còn có thể cầu xin Vương Minh thương tình, để cô bớt chịu khổ một chút. Khỏi, cô không thắng nổi. Chỉ có thể chứng minh năng lực của cô không ổn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thua, ngạo mạn. Chắc chắn thua rồi, sớm biết vậy đã không tin cái đồ ăn hại Khương Tuế Tuế. Cô gái à, cô hãy đợi mà, tất cung tất kính, quỳ xuống trước mặt tôi nhận thua đi. Ông nên ăn mừng, nếu không phải hôm nay ông đến gây rối, ông vốn không có tư cách để tỉ thí với tôi, thật quá ngạo mạn. Nếu hôm nay cô thua, tôi sẽ không chỉ bắt cô quỳ xuống xin lỗi, mà còn bắt cô mãi mãi không được đụng đến dao, cút khỏi giới luật tự nhiên. Trật tự, bắt đầu đánh giá. Trời, lẽ nào đây chính là mỹ thực trong chuyến Điêu Long Họa Phượng? Sao cô ta lại biết chế biến món này? Sao cô ta lại biết chế biến món này? Điêu Long Họa Phượng thuộc danh sách các kỹ thuật chế biến độc môn không truyền ra ngoài của vị lão thực thần đó. Sao Khương Tuế Tuế lại biết? Điêu Long Họa Phượng chẳng phải là món nổi tiếng trong quốc yến, đã thất truyền từ lâu sao? Đúng thế, nghe nói, ngoại trừ lão thực thần đã ẩn cư từ nhiều năm trước, đến nay chưa có ai chế biến lại được món này. Khương Tuế Tuế, tái tạo lại bằng cách nào thế? Chẳng qua chỉ là chút bản lĩnh vẽ rắn thêm chân còn con mà thôi. Chế biến món ăn là tỉ thí mùi vị, chứ không phải mánh khóe. Món ăn nổi tiếng này tên là Điêu Long Họa Phượng, vị mặn ngọt hơi cay. Một món ba vị, bắt nguồn từ cung đình triều dân. Là món đứng đầu quốc yến, do mười mấy vị đầu bếp cung đình cùng nhau nghiên cứu chế biến ra để đề phòng công thức bị lộ. Các đời chỉ truyền cho một truyền nhân có tay nghề giỏi nhất, truyền đến giờ, chính là tôi.
Thế kia? Thế kia rốt cuộc là ngon hay là không ngon vậy? Thế kia? Thế kia rốt cuộc là ngon hay là không ngon vậy? Ngon. Thật sự quá ngon. Không đúng, không thể dùng từ ngon để hình dung. Đây rõ ràng là mỹ vị đỉnh cao nhân gian. Tôi chọn món này. Hương vị lưu lại ở khoang miệng, súp thì tươi ngon. Tôi chưa từng được ăn món nào ngon thế này. Tôi cũng chọn món này, còn cả tôi nữa. Món này tươi ngon nức mũi. Chẳng khác gì quốc yến, có thể ăn được món này. Kiếp này của tôi cũng coi như không còn gì nuối tiếc. Chúng tôi cũng chọn món này. Hương Tuế Tuế giành được 5 phiếu, nhà hàng Thực Kinh. Thắng, thắng. Không, không thể nào. Sao tôi có thể thua một con danh con vô danh tiểu tốt chứ? Món. Món này, thực sự là do cô chế biến sao? Hương Tuế Tuế. Rốt cuộc cô là ai? Ừm. Bảo đảm 100%. Tôi thua rồi. Thua món ăn như này. Không mất mặt. Cáo từ. Năm, không, tôi thắng rồi. Đừng có quên lời cô đã hứa. Để tôi làm đầu bếp chính. Chị Nguyệt Đình, chị không sao chứ? Sao cô ta có thể thắng chứ? Chỉ là do cô ta may mắn thôi. Người cuối cùng đại diện Thực Kinh tham gia cuộc thi thực thần tranh bá nhất định là chị. Suy cho cùng xếp thẩm vẫn sẽ hướng về phía chị thôi. Từ bao giờ Thực Kinh lại phải để một cô gái vô danh ra mặt thế? Xếp thẩm. Chuyện hôm nay, cô bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích. Xếp thẩm, tất cả là do người của nhà hàng Thượng Minh bắt nạt người quá đáng. Bọn em chưa chuẩn bị tốt, nên đã thua. Vậy Khương Tuế Tuế thì sao? Sao cô ấy lại thắng? Thực Kinh đã sa sút đến mức phải nhờ một phụ bếp làm việc vặt để duy trì mặt mũi rồi cơ à? Xếp thẩm, cái cô Khương Tuế Tuế kia quỷ kế đa đoan, ai biết được cô ta và Vương Minh có quan hệ gì? Nói không chừng, lần này là quỷ kế trong ứng ngoại hợp của bọn họ. Nếu không, sao cô ta có thể thắng Vương Minh chứ? Quả nhiên là thế. Khương Tuế Tuế. Gọi Khương Tuế Tuế đến đây cho tôi. Rõ. Một nhân viên phục vụ như anh, không làm việc ở tiền sảnh, gọi tôi ra đây làm gì, chẳng phải là anh nói. Quan hệ của hai ta cần tránh để người khác nghi ngờ, nên ít gặp mặt thì hơn sao, đúng là phải tránh. Nếu không, để người ta biết cô dùng thủ đoạn hèn hạ như thế, đúng là mất mặt người nhà họ Thẩm chúng tôi. Anh nói thế là sao? Ban nãy sao cô lại thắng, lẽ nào trong lòng cô không rõ sao? Đầu tiên, cấu kết với người ngoài đến gây rối ở Thực Kinh, sau đó dũng cảm ra mặt. Khương Tuế Tuế, tôi quả thật đã xem thường cô rồi, anh nghi ngờ tôi gian lận, tôi nói sai à? Cô lập tức rời khỏi đây ngay. Tấm thẻ này không có hạn mức, cô tùy ý quẹt. Tôi không muốn thấy cô ở Thực Kinh. Không thèm, mặc kệ tôi đi. Sau khi đi, đừng có nói cô là thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm. Mất mặt quá tôi không chịu nổi. Đô Tử Đại, chẳng qua cũng chỉ là kẻ làm công như tôi. Anh thực sự tưởng mình là sếp lớn tài ba gì đó à? Sếp Thẩm, thiếu phu nhân, mặc kệ cô ta, đến tiền sạch. Dạ, đến lúc phải quản lý nghiêm hơn rồi. Người mang rác rưởi lên cho sếp Thẩm ăn đấy à? Sếp Thẩm, đây đều là món tủ của nhà hàng ta, sao có thể là rác rưởi chứ? Cả sắc hương vị đều không tới, không phải rác rưởi thì là gì? Quản lý Lý, hôm nay Thực Kinh thua thảm như thế, cô không thể không có trách nhiệm. Nếu cô còn không mang lên được món nào khiến sếp Thẩm hài lòng, tôi thấy cô cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa đâu. Dạ. Sếp Thẩm yên tâm, người đâu? Mang hết các món tủ của nhà hàng lên đây. Sếp Thẩm, đây toàn là món tủ của nhà hàng chúng ta, nhất định anh sẽ thích. Món vịt tẩm bột chiên giòn này, da bên ngoài giòn rụng vừa miệng, rán trước chiên sau, có thể tính là một món bắt buộc phải gọi của nhà hàng ta. Là do đầu bếp không chú tâm, khiến bề ngoài món ăn nhìn không ổn lắm. Anh thử món này xem. Món này là đậu phụ nhồi thịt Đông Giang. Đậu phụ được dùng là loại tươi non nhất, chân mềm vừa miệng, dinh dưỡng phong phú. Anh thử xem.
Có thể là cả hai món ăn này đều không hợp khẩu vị của anh cho lắm. Anh thử thêm món này đi. Nhất định anh sẽ thích tôm hùm hấp canh. Tôm này là em nhờ người, không dễ gì mới vận chuyển được từ nước phiêu lượng về. Anh nếm thử xem. Chẳng trách hôm nay lại thua, thực kinh dùng nguyên liệu như thế này để tiếp đãi khách sao. Sếp Thẩm, hôm nay các người bắt buộc phải mang lên được một món khiến tôi hài lòng, nếu không tất cả các người, bao gồm cả phụ bếp, đều cút hết đi. Xong rồi. Nghe nói Sếp Thẩm mắc chứng chán ăn, nếu không qua được ải hôm nay, tất cả chúng ta đều sẽ mất việc, vậy phải làm sao đây? Sếp Thẩm thật sự quá kén chọn, đến món tủ chúng ta cũng dùng rồi, nhưng Sếp Thẩm vẫn không hài lòng. Không phải Sếp Thẩm kén chọn, mà món các người chế biến, đúng là khó mà nuốt nổi, im miệng. Đây đều là món tủ của thực kinh, một kẻ ngoài ngành như cô mà cũng dám đánh giá. Món tủ mà chế biến thế kia chính là tự đạp đổ bảng hiệu, món vịt tẩm bột chiên giòn kia, rõ ràng cần trên 20 phút mới có thể đạt được hiệu quả ngoài giòn trong mềm. Các người lại trực tiếp ném vào lửa lớn, chiên có 5 phút, bên trong vốn chưa chín. Sao Sếp Thẩm có thể thích được chứ? Cô chỉ biết nói. Nói thì đương nhiên dễ hơn làm. Nếu cô thực sự có bản lĩnh thì tự chế biến ra một món khiến Sếp Thẩm hài lòng đi. Nếu cô không chế biến ra được thì tỉ thí ban nãy cô thắng là nhờ gian lận. Gian lận? Thực sự là gian lận sao? Tôi đã nói mà, một cô gái trẻ như cô ta sao có thể đánh bại Vương Minh chứ? Gian lận không phải chuyện nhỏ. Một khi bị chứng thực, cái tên Khương Tuế Tuế của cô sẽ mãi mãi bị khắc trên cột nhục nhã. Dọa tôi? Bổn tiểu thư không bị dọa sợ đâu. Chẳng phải chỉ là chị chứng chán ăn của Sếp Thẩm thôi sao? Chuyện nhỏ. Sao chỉ còn mỗi trứng gà thế này? Nguyên liệu trong bếp đã bị dùng hết từ lâu. Lần này xem cô chơi trội kiểu gì. Khương Tuế Tuế, tôi nhất định sẽ đuổi cổ cô khỏi thực kinh. Khương Tuế Tuế, tôi khuyên cô đừng có phí sức nữa. Chỉ với mấy quả trứng gà này, cô có thể chế biến ra được món gì? Tôi khuyên cô hãy nhận thua rồi xin tha, đồng thời thừa nhận bản thân đã gian lận. Đừng có tự chuốc lấy nhục nhã nữa. Tài hành kỹ mọn, tưởng không có nguyên liệu là có thể làm khó tôi sao? Mấu chốt để chế biến ra một món ăn trước nay không nằm ở nguyên liệu, mà là nằm ở người đầu bếp. Đại công cáo thành. Sếp Thẩm, không bằng chúng ta mời đồ đệ của thực thần đến đi. Nếu cô ấy chịu đến thực kinh làm đầu bếp chính, vậy thì tất cả các vấn đề đều sẽ được giải quyết. Chuyện này giao cho anh xử lý, nhất định phải mời người đến đây cho tôi. Cô ấy đưa ra điều kiện gì cũng được. Rõ. Dung Cảnh, chắc là mang nhầm món lên rồi, để em đổi cho anh món khác. Đây là cơm rang trứng của đồ đệ tôi, là món độc nhất vô nhị trong thiên hạ đấy. Quen thuộc quá, là cô ấy, tìm thấy cô ấy rồi. Món này là do ai làm, giờ tôi muốn gặp cô ấy. Cô làm gì thế, tôi vừa mới rang cơm xong, tốt xấu gì cô cũng phải để tôi nghỉ. Khương Tuế Tuế, Sếp Thẩm ăn cơm của cô xong thì nổi trận lôi đình, đủ để thấy cơm cô rang khó ăn cỡ nào. Khương Tuế Tuế, cô xong đời rồi. Sao có thể chứ? Đĩa cơm này giống hệt đĩa cơm đồ đệ thực thần rang cho tôi khi ở trên núi. Sếp Thẩm, ý của anh là đồ đệ của thực thần đang ở đây? Nhất định là cô ấy. Vị giác của tôi sẽ không sai. Chị Nguyệt Đình, em đưa người đến rồi. Để tôi xem. Là vị Sếp Thẩm nào, không biết thưởng thức đến thế. Sao lại là anh? Sao lại là cô? Sao lại là cô? Sao lại là cô? Là anh nổi trận lôi đình sau khi ăn cơm rang trứng của tôi đó hả? Không phải, anh có biết thưởng thức không đó? Hay là nói anh cố ý muốn làm tôi mất việc? Cơm này
thật sự là do cô nấu à? Còn có thể là ai nữa? Đây là món cơm rang ngon nhất mà cả đời này tôi từng ăn, là cơm rang trứng mà học trò của thực thần làm cho tôi ở trên núi vào hôm đó. Cô là cô ấy hả? Có phải không? Thực thần gì chứ? Trên núi gì cơ? Anh đang nói gì thế? Tôi không biết. Gì cơ? Sao Khương Tuế Tuế lại là học trò của thực thần chứ? Còn dây dưa với sếp thẩm nữa. Sao anh ấy lại biết sư phụ mình là chủ thần nhỉ? Hơn nữa có vẻ tên chó má này rất thích ăn đồ mình nấu. Hạng đàn ông tự đại như anh ta. Nhớ đâu anh ta nhốt mình trong nhà, ngày nào cũng nấu. Thì mình còn giữ thực thần tranh bá kiểu gì nữa? Không, không được, mình không thể để anh ta biết được. Cô thật sự không phải là cô ấy hả? Mùi vị cơm do các cô nấu đều giống hệt nhau. Tôi. Sếp thẩm, chắc là trùng hợp thôi. Cô ta chỉ là nhân viên mới đến thực kinh. Sao có thể là học trò của thực thần chứ? Lẽ nào là mình nhận lầm thật ư? Đúng đó, sếp thẩm. Cô ta chỉ là đầu bếp cấp thấp nhất của nhà hàng chúng tôi. Chắc chắn anh nhận sai rồi. Thôi vậy, sếp thẩm. Chúng ta có cần giữ lại những người này của thực kinh không? Mùi vị món tủ của thực kinh y như nhai sáp. Chỉ có mỗi đĩa cơm rang trứng này là tạm ổn. Quản lý Lý, cô cho tôi lời giải thích thế này đấy hả? Mùi vị tạm ổn à? Rõ ràng vô cùng ngon. Nếu không sao anh ta ăn chẳng thừa một hạt cơm. Gã cho má, không ra rẻ thì sẽ chết chắc. Sếp thẩm, xin anh hãy cho chúng em thêm một cơ hội. Em nhất định sẽ dẫn dắt thực kinh giành quán quân trong cuộc thi thực thần tranh bá. Mong anh hãy tin em. Không có lần sau, sếp thẩm. Anh chính là sếp thẩm hả? Trông cô có vẻ rất sốc nhỉ. Toi rồi. Hóa ra anh ta chính là sếp lớn của mình. Lúc trước mình còn mắng anh ta nữa chứ. Khương Tuế Tuế, lần này mày toi đời thật rồi. Khương Tuế Tuế, không phải cô vì thân phận của tôi mà hao hết tâm tư để kết hôn với tôi à? Bây giờ lại giả vờ vô tội. Sếp thẩm, tôi không hề biết thật mà. Anh nghe tôi giải thích đã. Giải thích gì cơ, nếu cô dứt khoát thừa nhận. Có lẽ tôi còn có thể nhìn cô bằng con mắt khác, nhưng giờ tôi nhìn gương mặt giả tạo của cô là tôi không hứng thú nổi. Thừa nhận gì cơ, trước kia tôi thật sự không biết thân phận của anh. Tôi chỉ nghe theo sự sắp xếp trong nhà nên mới. Anh đừng đi mà. Có tiền thì giỏi lắm à, giàu thì có thể không nghe người khác nói ư? Cả mày cũng muốn chống đối tao à? Lúc nào cũng xui xẻo. Đây là gì thế? Con thứ nhà họ Thẩm, Thẩm Dung Thành chơi bời với một cô gái vào nửa đêm. Con dẫn cô ấy tới khách sạn thực thần hẹn hò. Hóa ra đây mới là sếp thẩm. Vậy người ban nãy là? Ồ, hóa ra là tên lừa đảo đến ăn quỵt. Sếp thẩm, ban đầu anh che giấu thân phận để lập nghiệp mà dùng thân phận của nhị thiếu gia. Nhưng giờ cuộc sống riêng tư của nhị thiếu gia hơi hỗn loạn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Anh xem có cần đổi trở lại không? Không cần. Đúng rồi, dặn dò người của thực kinh, đừng đối đãi tệ bạc với Khương Tuế Tuế. Nếu cô ấy muốn tham dự cuộc thi thực thần tranh bá, nhớ để một chỉ tiêu cho cô ấy. Sếp thẩm, anh khá quan tâm đến phu nhân mà. Vợ Thẩm Dung cảnh tôi bị bắt nạt trong nhà hàng của nhà mình, nếu bị đồn ra ngoài thì nhà họ Thẩm biết gác mặt vào đâu. Tôi hiểu rồi. Khương Tuế Tuế, rốt cuộc cô lại giở trò gì thế? Một bát cơm rang trứng mà có thể khiến sếp thẩm khen cô không ngớt miệng. Cô quen sếp thẩm à? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì thế? Không có quan hệ gì. Chúng tôi không có quan hệ gì. Nếu để họ biết mình và tên lừa đảo đó là vợ chồng, chắc chắn mình sẽ bị đuổi ra ngoài. Đã làm xong việc chưa mà rảnh rang tán gẫu thế hả? Tôi nói cho cô biết, Khương Tuế Tuế, cô đừng hòng sử dụng thủ đoạn bị ổi để quyến rũ sếp thẩm lần nữa. Anh ấy không phải là người mà cô có thể ảo tưởng. Cô không có tư cách này. Sếp thẩm gì chứ? Anh ta chỉ là tên khố rách áo ôm ăn quỵt mà thôi. Thật đáng thương. Bị đùa giỡn mà còn không biết. Vâng, tôi không có tư cách. Cô yên tâm, tôi chẳng thèm giành với cô đâu. Hãy nhớ kỹ những lời cô nói hôm nay. Gã chó má tự đại, thích gạt người. Ai yêu thì yêu. Phòng chung cư. Tôi xem thêm đã.
Phòng này của cô bao nhiêu tiền thế? 2.500. Dừng lại một chút. Cô bé, đến đây. Di vừa nhìn đã biết cháu đại phú đại quý, rất xứng ở ngôi nhà rộng lớn này. Nam Bắc đều thông gió, ánh mặt trời vừa đủ, phong thủy lại cực kỳ tốt. Di cho cháu một cái giá ưu đãi. Cô bé, 3.000 tệ. 3.000 tệ là gì cho cháu vào ở? 3.000 ạ. Xin lỗi, cháu không thích Nam Bắc đều thông gió. Cháu thích sống trong phòng nhỏ. Không thuê nổi thì cứ nói thẳng mà. Nếu Khương Tuế Tuế không dùng thủ đoạn hèn hạ kia để ép hôn, với tài nghệ nấu nướng của cô ấy, có lẽ chúng tôi đã có một khởi đầu tốt đẹp. Sếp Thẩm, tôi nhớ nhà anh rất gần thực kinh. Hơn nữa còn rất nhiều phòng trống. Anh xem có cần cho phu nhân thuê không? Được rồi. Coi như tôi từ bi hỷ xả vậy, tôi đi làm ngay. Cậu nhóc đến đây nào. Đến đây xem phòng này. Các anh muốn làm gì? Còn tới nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Tôi từng học võ đấy. Xin các anh tha cho tôi đi. Đại ca, tôi thật sự không có tiền đâu. Cô à, thuê phòng không? Tôi có một căn rất rộng ngay giữa trung tâm thành phố mà chỉ cần 2.500. 2.500 tệ cũng đắt quá. Cô ơi, thuê của tôi này, tôi chỉ cần 2.000 thôi. Tôi 1.500. Tôi 1.000. Tôi 500. Chốt. Là anh. Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh ngồi ở đây hả? Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh ngồi ở đây hả? À, tôi biết rồi, cũng đúng thôi. Hạng người như anh đã lưu lạc đến mức phải đi ăn quỵt. Không có tiền thuê phòng cũng rất bình thường thôi, ăn quỵt gì chứ? Thuê phòng gì cơ? Đừng giả vờ nữa, tôi đều biết cả rồi. Anh tự xem đi. Không phải, tôi nói anh đâu. Cho dù không có tiền thì cũng không thể đi ăn quỵt được. Còn dám mạo nhận làm sếp Thẩm. Đúng là gan to tày trời. Cho nên cô không hề biết thân phận của tôi à? Còn vờ vịt nữa. Đúng, cô nói rất đúng. Tôi không có tiền đấy. Hôm nay tôi giả danh sếp Thẩm cũng là vì cùng đường. Thế mới đúng mà. Chỉ cần anh đừng nói ra mối quan hệ của chúng ta, tôi hứa sẽ không để anh chết đói. Ban nãy tôi mới liên hệ với chủ nhà rất hài lòng với hai người, chỉ tiếc là... Tiếc là cái gì? Tiếc là hai vị không phải vợ chồng. Chủ nhà nói rồi, nếu vợ chồng vào ở thì sẽ giảm một nửa tiền nhà, miễn phí hết tiền điện nước, không có ý gì khác, chỉ là muốn lấy cái niềm vui, giảm một nửa tiền thuê à? Thế chẳng phải là 250 tệ, rẻ thế cơ à? Không phải chúng ta bị lừa đấy chứ. Cô à, cô yên tâm, chủ nhà thường xuyên ở nước ngoài vốn không thiếu chút tiền này. Anh ấy cho thuê phòng là để kết giao bạn bè. Nhưng nếu hai người không phải một đôi, vậy coi như tôi chưa nói gì. Chờ chút. Chúng tôi là một đôi. Thật 100%. Để thuê được phòng. Đành liều vậy. Như vậy đã được chưa? Được rồi, vậy chúng tôi không quấy rầy hai vị nữa. Chìa khóa cho cô. Các anh đi thong thả nhé. Cô ấy hôn mình rồi, lẽ nào cô ấy thích mình? Tuy cô gái này trông có vẻ hơi ngốc, nhưng nếu cô ấy thật lòng thích mình, trái lại mình cũng có thể cân nhắc một chút. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ để tiết kiệm 250 tệ kia thôi. Để bù đắp, sau này tôi lo cơm tối cho anh. Thật sự chỉ vì tiền thôi à? Dĩ nhiên rồi. Nếu không sao tôi lại hôn anh chứ? Anh bớt tự mình đa tình đi, tôi không đời nào. Thích một người đàn ông tự cao tự đại, lại hay nói dối như anh cả. Tên này chỉ được mỗi cái mẽ đẹp trai một chút, ngoài gương mặt đó ra thì chẳng được cái nước gì. Khương Tuế Tuế,
mày không thể bị anh ta hớp hồn. Tôi vào phòng bếp nấu cơm trước đây. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ không thích mình sao còn tình nguyện nấu cơm cho mình chứ. Trái lại tôi muốn xem thử, một cô nhóc thì tài giỏi đến đâu. Khương Tuế Tuế là ai thế, ra đây đấu tay đôi với tôi. Do tôi vừa mới rửa sạch xong, cô làm gì thế hả, là quản lý. Dĩ nhiên tôi phải giám sát công việc của cô rồi. Đống rau này chưa hề được rửa sạch, rửa lại. Cô, không tức giận, không tức giận. Cô ta chỉ là một con ả ngu ngốc bị thân phận giả của Thẩm Dung Cảnh lừa gạt mà thôi. Bổn tiểu thư không chấp nhặt với cô ta. Cô có thôi đi không? Gì cơ? Cô nói Diệp Trạch nổi tiếng nước ngoài, thậm chí còn giành được hạng 5 trong cuộc thi thực thần tranh bá kỳ trước ạ. Chính là anh ta. Sao anh ta đột nhiên lại chỉ đích danh muốn so tài với Khương Tuế Tuế nhỉ? Làm thế nào giờ? Chị Nguyệt Đình. Không thể để Khương Tuế Tuế chiếm nổi bật, tôi thay cô ta đi so tài. Cho dù có thua thì cũng chỉ có Khương Tuế Tuế bị mất mặt thôi. Chị Nguyệt Đình, chị yên tâm, em sẽ không để cô ta phá hỏng chuyện tốt của chị đâu. Khương Tuế Tuế, quản lý có việc rất quan trọng dặn dò cô. Trong kho chứa đông có 2 con tôm hùm úc là bảo vật trấn tiệm của nhà hàng chúng ta, làm phiền cô đi lấy nó ra đây. Ồ, tôi biết rồi. Cũng không biết Triệu Hân Nhiễm có ý đồ gì, mà lại bảo mình đến lấy thứ quan trọng như vậy. Ở đây lạnh thật đó. Lấy xong đồ, mình phải đi mau thôi. Chắc chắn là đám Nguyệt Đình kia cố ý rồi. Cô chính là Khương Tuế Tuế, người đã đánh bại Vương Minh đó hả? Đúng vậy, là tôi. Sao còn che mặt làm gì? Lẽ nào là một đứa xấu xí? Anh nói gì cơ? Không có gì, cô không cần tự ti, vẻ ngoài không quan trọng. Chúng ta chứng minh thực lực bằng đồ ăn đi. Nếu đã là thi đấu, vậy chắc chắn có thắng có thua. Nếu ai thua thì tự nguyện rời khỏi cuộc thi thực thần tranh bá năm nay. Được, Diệp Trạch tôi học nấu nướng từ nhỏ, lớn bằng ngần này mới lần đầu thấy một kẻ hoang hoang như cô đấy. Vừa khéo hôm nay tôi mời ông Trình tới đây. Ông Trình? Không ngờ Diệp Trạch này lại mời được cả ông ấy. Nghe nói ông Trình này là giám khảo trong cuộc thi thực thần tranh bá lần trước. Chắc chắn ông ấy sẽ phán đoán công bằng nhất. Nếu mời ông Trình làm giám khảo, vụ cá cược này sẽ không thể thay đổi. Dù sao mình dùng tên tuổi của Khương Tuế Tuế, cho dù có thua thì liên quan gì tới Lý Nguyệt Đình mình đâu. Xếp thẩm, Diệp Trạch đã đến thực kinh, cậu ta còn chỉ đích danh muốn so tài nấu nướng với anh xem. Anh có cần tới đó một chuyến không? Diệp Trạch, tên tài nấu nướng đó hả? Đúng, không cần, đi học thôi. Xếp thẩm, lẽ nào anh không lo lắng ư? Tôi từng ăn đồ do Khương Tuế Tuế làm, Diệp Trạch không phải là đối thủ của cô ấy, đi thôi. Vâng. Khương Tuế Tuế, lẽ nào món này của cô có bí mật gì đó? Đối phó với đối thủ như anh, Khương Tuế Tuế tôi chưa đến mức phải lôi món tủ ra so. Tôi thấy cô đánh bại Vương Minh chỉ là may mắn mà thôi. Khương Tuế Tuế, cô không tôn trọng đối thủ, cô chẳng có tư cách để trở thành một đầu bếp. Khương Tuế Tuế, cuối cùng không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Cô không xứng làm đầu bếp. Thi đấu bắt đầu. Không hổ là Diệp Trạch. Tài nghệ nấu nướng này đúng là đỉnh chóp. Đầu bếp bên kia tên là gì thế? Khương Tuế Tuế. Tôi chưa từng nghe thấy tên này. Diệp Trạch, tài nghệ nấu nướng của cậu lại tiến bộ hơn rồi. Cuộc thi thực thần tranh bá năm nay, tôi đánh giá cao cậu đó. Đây mà gọi là đồ ăn à? Cho còn không thèm ăn. Khương Tuế Tuế, nấu ăn như này. Tôi nghĩ cô, sớm ngày đổi nghề đi.
Khương Tuế Tuế. Cô toi rồi. Lạnh quá. Tôi thật sự sẽ chết ở đây. Thầy. Là em bất hiếu. Không thể nấu ăn cho thầy nữa. Và Thẩm Dung Cảnh nữa. Chắc anh ấy vui lắm nhỉ. Cũng không biết. Tôi biết rồi. Anh ấy có đau lòng vì tôi không? Sao không nghe máy nhỉ? Kết thúc cuộc họp. Sếp Thẩm, đây, Khương Tuế Tuế có thể gặp chuyện rồi, đến thực kinh ngay. Sếp Thẩm, phu nhân thi đấu với Diệp Trạch, sao phải đeo khăn mặt? Đây không phải Khương Tuế Tuế, lục soát cho tôi, dù phải lật tung cả thực kinh, cũng phải tìm cho bằng được Khương Tuế Tuế. Vâng. Bên trong có người. Nghe thấy không? Mau cứu tôi ra ngoài. Đương nhiên nghe thấy rồi. Triệu Hân Nhiễm. Rốt cuộc vì gì mà hại tôi? Cô nhiều lần giành công của chị Nguyệt Đình, còn dám dụ dỗ Sếp Thẩm, giờ thành ra như vậy. Đều là cô nên chịu. Cái gì mà Sếp Thẩm? Mấy người đều bị lừa rồi. Tôi với Sếp Thẩm thật sự chẳng liên quan gì cả. Cô tưởng tôi sẽ tin à? Đi chết đi. Đàn ông, lần này thật sự bị anh hại chết rồi. Sếp, Sếp Thẩm, sao anh lại đến? Khương Tuế Tuế ở đâu? Tôi không biết. Biết kết cục lừa dối tôi là gì không? Sếp Thẩm tha mạng, tôi chỉ nghe theo lời của quản lý Lý mà thôi, không liên quan đến tôi. Hỏi lần cuối. Khương Tuế Tuế ở đâu? Phòng. Phòng đông lạnh. Thẩm Dung Cảnh. Thẩm Dung Cảnh. Thẩm Dung Cảnh. Có anh đây. Sao anh lại ở đây? Có phải anh lại giả mạo Sếp Thẩm để được ăn uống chủ không? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói dối. Anh đảm bảo sẽ không lừa em nữa. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Trận đấu này, cô đã thua. Vậy thì sao? Khương Tuế Tuế, cô khinh thường cuộc thi. Cô không có tư cách trở thành trưởng bếp của thực kinh, càng không có tư cách tham gia cuộc tranh bá thực thần. Đây là thỏa thuận rút khỏi cuộc thi, nếu cô đã thua thì ký nó đi. Khương Tuế Tuế, rút khỏi cuộc thi, rút đi. Có việc gì thế? Phu nhân, ở nhà hàng có người giả mạo cô để thi đấu với người khác. Bây giờ xem ra, người giả mạo đã thua. Cô yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ họ. Đưa em đến bệnh viện đã, còn lại để anh xử lý. Không được, tôi không thể để họ vu oan tôi. Thẩm Dung Cảnh, anh thả tôi xuống đi, nghe lời. Thẩm Dung Cảnh, đây là việc của tôi phải tự giải quyết. Tôi phải tự tay lật tẩy cô ta. Anh đi tìm chỗ trốn trước đi, đừng để họ phát hiện anh lại giả mạo Sếp Thẩm, nếu không chúng ta sẽ toi đời đó. Sếp Thẩm, chúng ta nghe lời cô ấy, việc hôm nay
phải điều tra cho ra lẽ, để xem ai lại to gan như thế, dám động vào người của Thẩm Dung Cảnh. Vâng. Nếu tôi không ký thì sao? Khương Tuế Tuế, xem như tôi đã nhìn nhầm, vốn tưởng cô là thiên tài, hiếm có của thực kinh, không ngờ lại là tiểu nhân không giữ chữ tín. Nếu cô không ký, tôi sẽ cùng mọi người ở dưới ẩm thực chặn đường sống của cô. Cô tự mình lo liệu đi. Nếu như làm lớn chuyện thì việc hôm nay khó tránh bị nghi ngờ, chi bằng ký nó, như thế chỉ có tôi mới có thể thay mặt thực kinh tham gia cuộc tranh bá thực thần. Được, tôi ký. Đợi đã, cô không có tư cách ký hợp đồng. Cô không có tư cách ký hợp đồng. Chết tiệt, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Nếu đã thua thì phải chịu. Chỉ là có phải cô đã ký nhầm tên không? Cô là ai thế? Khương Tuế Tuế thua cuộc thi, đương nhiên phải ký tên của mình. Sao tôi không biết? Từ khi nào mà bản thân đã thua một cuộc thi nhỉ? Cô rốt cuộc là ai? Cô tốt nhất là mau cút, đừng làm hỏng việc tốt của tôi. Nếu không sau này, không chỉ là rút khỏi cuộc thi thôi. Tôi sợ quá. Biết sợ, cô còn không mau. Đây không phải chủ quản của thực kinh sao? Cô làm gì? Làm gì ư? Để mọi người xem. Rốt cuộc là anh mạo nhận thân phận để khinh thường cuộc thi. Lý Nguyệt Đình, ăn nói linh tinh, tôi chỉ lo rằng cô có tay nghề kém cỏi, làm hỏng danh tiếng thực kinh, nên mới thi hộ cô thôi. Ôi, cô nấu ra món như thế, không sợ mất mặt thực kinh à? Cho nên, rốt cuộc hai người ai mới là Khương Tuế Tuế thật sự? Đương nhiên là tôi. Không quan trọng nữa, để công bằng, tôi sẽ đấu lần nữa, nấu ra món rác rưởi trong cuộc thi. Nhà hàng của mấy người không xứng để đấu với tôi. Đúng thế, cô gái này trẻ tuổi như thế, e rằng cũng ngang sức với tên giả mạo kia. Nhà hàng thực kinh này cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu việc hôm nay không giải quyết được thì danh tiếng của thực kinh sẽ toi đời, có lẽ sẽ mất đi tư cách tham gia cuộc thi thành thực thần. Đợi đã, thiên tài Thiên Trạch, tôi từng nghe thầy nhắc đến anh rất giỏi, nhưng mà so với tôi mà nói vẫn kém hơn. Cô nói gì? Sao anh không dám đấu với tôi? Chẳng phải vì sợ sao? Diệp Trạch mà sợ, một con nhỏ như cô à? Đấu thì đấu, vui vẻ như thế, chẳng lẽ con nhóc này thật sự có điều gì hơn người? Thú vị đấy. Khương Tuế Tuế, cô có biết Diệp Trạch là ai không? Đấu với anh ta, vốn không thể thắng nổi. Người của nhà hàng thực kinh, đúng là mặt dày thật. Còn dám khiêu chiến Diệp Trạch, chờ sau khi thua, bị vả mặt đi. Đây, kỹ năng cắt này, 10 năm trước, tôi chỉ từng thấy trên người Trương Thực Thần vào thời kỳ đỉnh cao. Chẳng lẽ cô ấy là giỏi cái này thì có gì hay đâu, chỉ là loè thiên hạ thôi. Mùi vị không ngon, cũng thua thôi mà. Xong xuôi. Đây, cuộc thi này không có giám khảo, sao biết thắng thua? Chi bằng chúng ta trao đổi món, người thấy xấu hổ chủ động nhận thua. Lỡ như anh ta thua rồi không chịu nhận thì sao? Yên tâm, nếu tôi thua, tôi sẽ không ngụy biện. Được. Đang định đổi món để thử à? Lỡ như con nhóc này không chịu thua thì sao? Khương Tuế Tuế nhìn là biết gian xảo, lỡ như đến lúc đó cô ta không chịu thua thì chúng ta lật tung thực kinh này lên. Đúng là không tự lượng sức.
Món đậu phụ Phỉ Thúy này rất non và ngon, cho xúc xích, tôm và mộc nhĩ vào cùng, hương vị đọng lại khoang miệng. Diệp Trạch không hổ danh là thiên tài thực giới. Chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc gì, anh quá chú trọng nguyên liệu mà quên mất hương vị của đậu phụ. Món này cũng bị hỏng vì thế, múa rìu qua mắt thợ. Sao cô lại đánh giá món của đầu bếp Diệp chứ? Tôi nghĩ Khương Tuế Tuế này đúng là cố tình làm khó. Phụ nữ vì muốn thắng mà bất chấp thủ đoạn. Cô lại dễ dàng phát hiện khuyết điểm của món này đến thế sao? Sao có thể, phải ăn được vị bên trong mới có thể nấu ra món ngon nhất thế giới. Mời. Món này là cô nấu thật à? Đương nhiên rồi. Nếu không thì là ai chứ? Thật sự là bậc thầy Diệp bị sao thế? Chẳng lẽ khó ăn đến mức không nói nổi sao? Nhất định là thế. Khương Tuế Tuế này nhìn là biết không phải cao thủ nấu ăn gì. Đúng là làm khó bậc thầy Diệp rồi. Đúng là ngon quá. Cái gì? Đầu bếp Diệp lại đánh giá con khốn Khương Tuế Tuế cao như thế. Không thể nào. Món cá sốt này được đưa vào top 10 món ngon nhất. Tôi vào nghề 10 năm, chưa từng ăn thịt cá non như thế. Cuộc thi hôm nay là tôi đã thua, nhưng tôi tâm phục khẩu phục. Khương Tuế Tuế thắng thật. Thiên tài Diệp Trạch thật. Vậy hôm đấy, người nấu cơm chiên trứng cho tôi, rốt cuộc phải cô ấy không? Anh là đối thủ giỏi nhất mà tôi từng gặp sau khi xuống núi. Nhưng mà, còn kém một chút so với tôi. Cô tên Khương Tuế Tuế. Tôi nhớ rồi, tôi tên Diệp Trạch, hy vọng sẽ gặp nhau trong cuộc thi tranh bá thực thần. Được, tôi nhất định sẽ đến đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khương Tuế Tuế. Xếp thập, phu nhân, chỉ bắt tay thôi. Có khác gì không? Lý Nguyệt Định, cô bị điên à? Khương Tuế Tuế, cô lại thắng Diệp Trạch. Sao có thể? Tôi biết rồi, chắc chắn là cô đã giở trò gì trong món đó. Tôi khuyên cô chủ động khai ra, đừng để tôi tự điều tra, nóng lòng hát nước bẩn cho tôi đến thế. Cô ghen tị à? Đúng, tôi ghen tị đó. Sao cô nấu ngon hơn tôi? Sao lần nào cô cũng cứu vãn được? Sao Dung Cảnh lại thích con nhỏ tầm thường như cô? Yên tâm, dù không có chứng cứ, tôi cũng tìm cho ra chứng cứ. Đê tiện, Khương Tuế Tuế, cô đúng là ngây thơ quá. Đừng quên tôi mới chủ là chủ thực kinh. Đấu với tôi. Mơ đi. Sao tôi không biết thực kinh mang họ Lý vậy? Sếp, sếp thập. Sếp thập, nghe tôi giải thích. Đến phòng nhân sự nộp báo cáo từ chức đi. Việc mạo danh, luật sư của tôi sẽ tìm cô. Không, Dung Cảnh. Nghe tôi nói đi, Dung Cảnh. Khương Tuế Tuế, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Sếp thập, phu nhân, hình như còn chưa biết thân phận của cậu, không biết cũng tốt. Tôi không muốn phá vỡ sự yên bình của bây giờ, nếu bị cô ấy biết. Với sự nhát gan của cô ấy chắc sau này không dám lớn tiếng với tôi nữa. Nhưng tôi thích cô ấy của bây giờ hơn. Chỉ là... Sếp thập, chỉ là gì? Tay nghề cô ấy tốt như thế, không phải đệ tử của thực thần thật à? Tôi đã cho người thám thính. Đệ tử của thực thần đã xuống núi kết hôn, cậu xem, chúng ta còn tìm không? Tìm, nhất định phải tìm. Ngoài ra, đi điều tra xem Khương Tuế Tuế đã đi nước đâu trước khi đến thực kinh. Vâng. Nước. Nước. Tôi muốn uống nước. Khương Tuế Tuế, xin lỗi mà. Ai
Ai bảo anh, không nói tiếng nào, đã vào phòng tôi. Cô nhìn cho rõ, đây là phòng tôi. Gì cơ? Tôi, sao tôi lại ở trong phòng anh? Anh, cô yên tâm, tôi không có hứng thú với con cá khô như cô. Cá khô? Anh nói cho rõ ràng, tôi cá khô chỗ nào? Rõ ràng là người có tài, mà không có gu. Thôi, nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi sẽ không chấp anh. Alo, con của nợ này, lấy chồng xong là quên hết bố mẹ à? Nếu cô còn muốn gặp bố cô lần cuối, thì mau về đây. Bố tôi làm sao vậy? Yên tâm, bố cô khỏe lắm. Hai người lừa tôi. Mẹ mà không làm vậy, thì sao lừa con về nhà được? Bà bớt ảo tưởng. Bà chỉ là bé ba thôi, mà cũng xứng làm mẹ tôi à? Mẹ cô là vợ cả. Nhưng bà ta cũng chết rồi mà. Bố cô đã lấy tôi về làm mẹ kế của cô, thì cô vẫn phải gọi tôi là mẹ chứ. Chị, nghe nói bố đã sắp xếp cho chị liên hôn với Thẩm đại thiếu gia. Nhưng chị có mẹ sinh, không có mẹ dạy, không ra phong thái của một đại tiểu thư. Đúng vậy, sao mà xứng làm thiếu phu nhân nhà họ Thẩm được. Hay là chị nhường mối hôn sự này cho tôi đi, tôi sẽ bảo bố tìm cho chị một thằng đần phù hợp. Thế nào? Thẩm đại thiếu gia cái gì? Tôi không biết. Còn nữa, mẹ cô là bé ba, cô là con gái của bé ba, thì bà ta dạy được cô cái gì hay? Chị, hồi bé cô làm tôi bỏng vì nước sôi, nước chảy xuống thành sẹo, cô còn nhớ không? Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, không còn để cô bắt nạt nữa đâu. Thẩm đại thiếu gia lên báo vì Trăng Hoa thì có gì hay, đưa tôi cũng không thèm. Nếu bố tôi vẫn khỏe, thì tôi đi đây. Ra vẻ thanh cao cái gì? Mẹ, nếu Khương Tuế Tuế không kết hôn với Thẩm đại thiếu gia, thì con vẫn còn cơ hội nhỉ? Đương nhiên rồi, mấy hôm nữa sẽ đến sinh nhật của Thẩm lão phu nhân. Nghe nói, Thẩm lão phu nhân sẽ dùng buổi tiệc sinh nhật này tìm đầu bếp chữa trứng chán ăn cho sếp Thẩm. Tới đó, chúng ta sẽ đưa đầu bếp giỏi nhất Vân Thành tới buổi tiệc, thì con sẽ thành ân nhân cứu mạng của nhà họ Thẩm. Thẩm Dung Cảnh không rung động vì con mới lạ. Mẹ, chỉ cần con tóm được trái tim Thẩm Dung Cảnh, thì con sẽ là người tôn quý nhất của nhà họ Thẩm. Khương Tuế Tuế, vị trí đại thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm phải thuộc về tôi. Anh này, mọi người đang làm gì vậy? Này mà cô cũng không biết à? Người ta đang đầy tin ở Vân Thành kìa. Thẩm lão phu nhân muốn chữa bệnh chán ăn cho con trai, nên đặc biệt chiêu mộ đầu bếp tới thi đấu trong tiệc sinh nhật. Nghe nói người chiến thắng sẽ được tham dự chung kết thực thần tranh bá. Đây là cơ hội vô cùng khó thấy đấy. Thực thần tranh bá, đúng rồi, chung kết á, đúng. Tôi cũng muốn đăng ký. Mẹ, lực vậy thế nào? Được, thoải mái lắm. Đúng là con hiểu chuyện, không như anh cả con. Chả chịu về nhà giới thiệu đối tượng đính hôn cho nó, nó cũng chả đưa về gặp. Mẹ, lại nói xấu con với Dung Thành đấy hả? Làm gì có, anh cả. Nào nào, tiếp tục đi. Mẹ, nghe nói nhân dịp tiệc sinh nhật, mẹ sẽ tổ chức cuộc thi nấu ăn vì con chứ sao? Ngày nào cũng làm việc ở công ty, không quan tâm cơ thể mình tí nào. Cuộc thi lần này, nhất định mẹ sẽ tìm cho con một đầu bếp chữa được bệnh chán ăn của con. Mẹ đừng lo chuyện này nữa, chứng chán ăn của con. Anh cả, mẹ quan tâm anh thôi. Bao năm nay, bà ấy đã lo lắng cho cơ thể anh biết bao. Lần này, cứ nghe bà ấy đi, đúng là Dung Thành hiểu chuyện. Được rồi, mẹ còn vài việc cần phải xử lý cho buổi tiệc. Mẹ đi trước đây. Mẹ đi thong thả. Anh cả, từ sau khi bà ngoại mất, mẹ vẫn luôn buồn bã. Bây giờ quan tâm đến một việc như vậy cũng là chuyện tốt. Thôi, mẹ vui là được. Anh cả, tuy mẹ không nói, nhưng em cũng biết, lần này mẹ kêu là chọn đầu bếp, nhưng thật ra là đang chọn vợ cho anh đấy. Anh cả, lần này phúc dày đấy. Anh thấy người phúc dày là em đấy.
ngày nào cũng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn bị truyền thông chụp lại. Đừng quên, anh đã dùng tên tuổi của em để sáng lập Thực Kinh, em không cần danh tiếng, thì cũng đừng liên lụy tới Thực Kinh. Này anh cả, bây giờ anh để ý hình tượng thế này, hay là có người trong lòng rồi? Đừng nói vớ vẩn, nhớ này, sau này không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Đừng mà anh cắt mất hạnh phúc của em rồi, không có gì thì đi đi, anh cả. Xếp thập, có tung tích của đồ đệ thực thần rồi, ở ngay Vân Thành. Gì cơ? Thuộc hạ còn nghe ngóng được, trên cổ tay phải của đồ đệ thực thần có một vết sẹo dao bỏng, vừa hay phu nhân sẽ tổ chức thi nấu ăn trong tiệc mừng thọ. Hay là chúng ta bắt đầu điều tra từ họ? Được, thông tin này rất có ích với tôi tin là sẽ tìm được cô ấy sớm thôi. Thẩm lão phu nhân, tổ chức thi nấu ăn trong tiệc mừng thọ, ngoài mặt là chọn đầu bếp, thực ra là chọn vợ cho xếp thẩm. Chị nói xem ai sẽ là quán quân? Vậy thì phải xem ai mời được đầu bếp giỏi hơn. Chị Viện Viện, em nghe nói chị đã mời đầu bếp đứng đầu Vân Thành. Đầu bếp Tô, quán quân chắc chắn là chị rồi. Khương Tuế Tuế, sao chị ta lại ở đây? Chị ta tới tranh quán quân với tôi à? Buổi tiệc mừng thọ này trông xa hoa ghê. Không hổ danh nhà họ Thẩm, đầu bếp ở đâu tới đây, không có quy củ gì hết, sảnh chính là nơi cô được đến à? Khương Tuế Tuế, hôm nay là tiệc mừng thọ của Thẩm lão phu nhân, chị đừng hòng quyến rũ xếp Thẩm ở đây. Chị Viện Viện, hai người đều họ Khương, chẳng lẽ đã quen nhau từ trước? Một con đĩ không có mẹ thôi, ai biết là trà trộn vào kiểu gì. Cô nói gì cơ, chẳng lẽ không phải bố không quan tâm chị từ lâu rồi? Bây giờ bố chỉ quan tâm mẹ con tôi thôi, còn bà mẹ đã chết của chị còn không được vào mộ nhà họ Giang, không được nhắc đến mẹ tôi, cô không xứng. Chị điên rồi à? Chị dám đánh tôi? Cô chỉ là đồ dối trá vào ăn uống chung mà còn dám đánh chị Viện Viện? Người đâu, bắt cô ta lại, đánh một trận cho tôi rồi đuổi khỏi sảnh. Các người làm gì vậy? Tôi là tuyển thủ tới thi, sao các người được đuổi tôi? Cô hỏi tại sao á? Vì hôm nay chị Viện Viện đã mời đầu bếp Tô, chắc chắn sẽ thắng cuộc thi này và trở thành con dâu Thẩm lão phu nhân. Cô nói xem tại sao đuổi cô ta ra ngoài cho tôi? Tôi xem ai dám. Buổi tiệc hôm nay mời toàn đầu bếp nổi tiếng. Cô tới đây làm gì? Đương nhiên là để giành chức quán quân và được vào thẳng chung kết thực thần tranh bá rồi. Tự tin thế à? Hay cô là đồ đệ của thực thần? Đương nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ thông minh, tự học thành tài thôi. Khương Tuế Tuế, cứu tinh chị tìm tới hả? Mặc như bọn mặt người dạ thú, bộ vest này không giấu được khí chất nghèo hèn của anh ta đâu. To gan, dám bất kính với ông chủ của tôi. Ông chủ á? Anh là ai? Không biết tôi mà cũng mặt dày tới dự tiệc của nhà họ Thẩm. Tôi là Thẩm. Đây là tiệc sinh nhật của Thẩm lão phu nhân đấy, anh đừng có làm loạn nữa. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng giả mạo xếp Thẩm mà bị lộ, hai chúng ta sẽ chết đấy, anh hiểu chưa? Sao không nói gì? Xin lỗi nhé, tôi quên mất. Vết sẹo trên tay cô là sao? Sao lại là sao? Vết thương trên cổ tay cô giống hệt vị trí trên tay đồ đệ thực thần, thời gian tới Vân Thành cũng giống nhau. Khương Tuế Tuế, cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô có phải đồ đệ thực thần không? Sao anh ấy lại biết mình có vết thương trên cổ tay trái nhỉ? Không giấu được rồi. Sao anh ấy lại biết mình có vết thương trên cổ tay trái nhỉ? Không giấu được rồi. Chị ta là đồ đệ của thực thần á? Vết thương của chị ta là hồi nhỏ bị bỏng do nước nóng. Với vết thương này, sao chứng minh được chị ta là đồ đệ thực thần? Biết lừa đảo thật. Phải vậy không? Nếu là đồ đệ của thực thần thì vết sẹo chắc chắn là bị bỏng khi đang nấu nướng, chẳng nhẽ mình nhận lầm thật, vô tình, hay có người cố tình làm? Khương Viện bảo người hầu giữ tôi lại, rồi cố tình đổ nước sôi lên người tôi. Thật không? Đúng là vậy đấy thì sao? Khương Tuế Tuế, bây giờ chị cũng chỉ xứng với cái loại nghèo hèn này thôi. Xếp thầm sẽ chỉ thuộc về tôi. Loại trăng hoa đó, ai mà thèm? Phu nhân, thông tin trên mạng là giả thôi. Xếp thầm không phải người như vậy. Anh không phải anh ta, sao mà biết được? Loại người giàu như vậy đều là trong ngoài bất nhất. Các người làm gì vậy?
ba người cứ phụ họa với nhau. Diễn hài hả? Tôi thấy các người là một hội thì có, người đâu? Đuổi hết ra ngoài cho tôi, đợi đã. Đợi đã. Thẩm lão phu nhân, con đĩ này không học hành gì, còn ăn trực uống trực trong tiệc của bà. Tôi đang đuổi cô ta giúp bà đấy, cô ấy là đầu bếp tôi mời tới. Cô có ý kiến à? Không có. Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ thì bắt đầu thi đấu thôi. Cuộc thi này tôi thắng chắc rồi. Vị trí thẩm phu nhân chỉ được thuộc về tôi. Trong cái nấm độc này không khác gì nấm bình thường, nhưng sau khi xào chín sẽ tỏa ra mùi hương lạ. Ai ngửi vào cũng sẽ sinh ra ảo giác. Hương tuế tuế, chỉ cần chị bưng đồ ăn đến bàn của thẩm lão phu nhân là chị chết chắc rồi. Thẩm lão phu nhân, vì cuộc thi này, tôi đã đặc biệt mời đầu bếp Tô, một trong ba người đứng đầu của thực thần tranh bá năm ngoái. Tôi tin ông ấy sẽ chữa bệnh chán ăn của xếp thẩm. Chứng chán ăn của mình đã được bát cơm rang trứng của Khương Tuế Tuế chữa lâu rồi, biết vậy, phải nói rõ cho mẹ từ trước. Anh thở dài cái gì? Phúc phần của người khác bị anh chiếm hết rồi, anh nhìn đi, hôm nay chỉ là chuyện nhỏ. Đầu bếp thực kinh, Khương Tuế Tuế. Cô bé này, không tệ nha. Bà đã tìm một mối cho thiếu gia rồi mà, sao vẫn tới giờ dung cảnh vẫn chưa đưa cô gái đó về cho tôi gặp, e là hai người đổ vỡ rồi. Nếu đã vậy, đương nhiên tôi phải chọn một cô bé khác phù hợp với nó thôi. Lão phu nhân anh minh, đương nhiên rồi. Sao thẩm lão phu nhân cứ cười với tôi thế, chẳng lẽ bà ấy quen tôi? Chắc là vì thấy cô xinh đấy. Khương Tuế Tuế, tôi biết ngay chị không phải đèn cạn dầu, cứ chờ đi, để xem lát nữa còn cười được không. Mọi người có thực phẩm giống nhau, thời gian nửa tiếng, cuộc thi bắt đầu. Cây nấm này, cây nấm này, sao thế, thực phẩm có vấn đề à? Cũng khá tươi đấy. Trò mèo, muốn giành quán quân với cái trò này hả? Ảo tưởng sức mạnh, đừng vội. Dùng dao điệu nghệ, cô ấy không phải đồ đệ của thực thần thật à? Đầu bếp Tô, chiêu của tôi thế nào? Vẽ rắn thêm chân, cái loại trẻ danh chưa biết mùi đời. Chết tiệt, Khương Tuế Tuế học nấu ăn từ bao giờ vậy? Nấm ảo giác được tôi đặc biệt tìm tới, muốn thắng tôi thì phải có số mới được. Để xem chị đắc ý được bao lâu. Đợi đĩa nấm ảo giác được mang lên bàn là chị chết chắc. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Cô làm đấy à? Sao lại thơm thế, lạ thật. Hồi trước tôi làm món này đâu có thơm vậy đâu. Mau, mang món ăn này lên cho tôi, nhanh lên nào. Nấm này ngon quá đi mất. Lão
phu nhân. Bà sao thế? Lão phu nhân. Vàng lớn thế này, mình phát tài rồi. Em gái, xinh quá. Nào, anh, thơm một cái. Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi thành tiên rồi sao? Bái kiến Bồ Tát. Thục anh à? Bao năm nay? Một mình con, vất vả rồi. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Con nhớ mẹ quá. Mẹ. Chuyện gì vậy? Nấm đó có độc. Gì cơ? Anh đừng sốt ruột, tôi có cách. Trước khi xuống nước, sư phụ có nói với tôi, hương của nấm này sẽ làm người ta bị ảo giác, nặng thì còn nghiện được. Sư phụ em là ai? Đương nhiên là Trương sư phụ. Nổi tiếng rồi. Đầu bếp nấu ăn giỏi nhất nhà chúng tôi. Nguy hiểm quá. Thiếu chút nữa thì buột miệng. Vậy sao chúng ta lại không sao? Tôi ăn thử đồ cho sư phụ từ bé, có đồ gì kỳ lạ mà tôi chưa ăn đâu, nên đương nhiên là không sao. Còn anh? Chắc là vì chứng biếng ăn mãn tính, cũng coi như là có phúc trong họa. Có cách gì giải quyết không? Cẩm nang này, con nhận lấy đi. Bên trong có thuốc giải được vạn loại độc, lúc quan trọng có thể giữ mạng cho con. Có rồi. Đây là gì thế? Cẩm nang sư phụ đưa trước khi xuống núi là thuốc giải khắc được vạn loại độc. Chỉ cần rắc bột này trong không khí, để mọi người hít vào là độc nấm sẽ giải quyết được. Rốt cuộc thì sư phụ em loại thuốc giải đắt giá này, sao ông ấy lại có? Anh bớt coi thường người khác đi. Đầu bếp dưới quê thì sao? Sư phụ tôi thường thu thập nguyên liệu ở nơi hoang dã, nguyên liệu cũng là dược liệu. Ông ấy ở trong núi mười mấy năm, có gì mà không có? Thẩm Dung Cảnh hay nghi ngờ thật đấy. Ai trộm mất vàng của tôi rồi? Vàng của tôi đâu? Bồ Tát của tôi đâu? Nhất định sẽ phù hộ cho con. Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng đi! Mẹ! Đừng đi mà! Mẹ! Mẹ! Sư phụ ơi sư phụ! May mà người có tầm nhìn xa. Rốt cuộc là thế nào thế? Thẩm phu nhân, Khương Tuế Tuế hạ độc vào trong đồ ăn, mọi người đều trúng độc rồi. Gì cơ? Cô gái này độc ác thật đấy, dám hạ độc vào trong đồ ăn, thì ra là đồ ăn cô ta nấu làm người ta có ảo giác thật. Cô ta đáng sợ quá, cô chết chắc rồi. Một đám ngu ngốc không biết ai là người tốt. Em yên tâm, anh sẽ không để họ vu oan cho em đâu. Anh đừng làm loạn, xem tôi phát huy đây. Khương Tuế Tuế, chuyện này là thế nào? Lão phu nhân, thực ra món ăn này là quà tôi tặng cho bà. Thực ra món này là quà tôi tặng cho bà. Gì cơ? Con bé này điên rồi à? Nó bảo nấm độc là quà. Rốt cuộc là Khương Tuế Tuế đang làm gì vậy? Lão phu nhân, bà có biết trên đời món đồ ăn ngon nhất có mùi vị thế nào không? Là mùi vị của tình yêu. Ảo giác ban nãy của bà là chuyện bà khát vọng nhất. Món ăn tuyệt nhất không chỉ có thể đem đến cho người ta sự hưởng thụ trên đầu lưỡi, còn có thể khiến người ta nhìn rõ nội tâm của mình. Lão phu nhân, trong huyễn cảnh này có thể khiến bà nhìn thấy người mình yêu nhất lần nữa. Đây là món quà tôi tặng bà. Cô nói linh tinh gì thế? Đồ ăn đỉnh cao gì cơ? Rõ ràng là một món nấm xào có độc thôi mà. Cô không hiểu rồi. Thực phẩm cao cấp luôn chỉ cần cách chế biến đơn giản nhất. Rõ ràng là cô kiếm cớ thôi. Thẩm lão phu nhân không tin cô đâu. Nói hay lắm. Lúc trước là tôi nông cạn, không ngờ trên đời còn có loại thực phẩm thần kỳ này. Không chỉ vị rất ngon mà còn có thể giúp người ta thực hiện nguyện vọng. Tôi tuyên bố, món ăn này là hạng nhất vô cùng xứng đáng. Chuyện này sao có thể chứ? Những điều em nói ban nãy là thật sao? Đương nhiên là giả rồi, lừa họ thôi. Mà có cái miệng này của bổn tiểu thư, nếu không thì chúng ta đều sẽ xong đời.
xong phim rồi, lần này mất mặt quá rồi. Thằng nhãi này, thích người ta rồi, mà còn giấu mình. Thế mà lúc trước mình còn định cho nó đính hôn với tiểu thư nhà họ Khương. Em không sao chứ? Không sao, tôi thì có sao được. Đồ đê tiện, cô tưởng lừa được thẩm lão phu nhân là không sao rồi sao? Nằm mơ đi, tôi đã gọi điện cho cục giám định thực phẩm rồi, cô đợi bị cấm cả đời đi. Quả nhiên, mọi chuyện đều do cô bày ra. Đúng thì có sao, cô có chứng cứ không? Ban nãy thì không, nhưng giờ thì có rồi. Ban nãy có người gửi cho tôi một video nặc danh, là camera ở bếp. Cô đoán xem, có chụp mặt cô không? Đưa điện thoại cho tôi. Đưa tôi. Đây, không phải tôi, đây không phải tôi. To gan, dám đầu độc công khai. Trong tiệc nhà họ Thẩm nhà tôi thấy cô chán sống rồi đấy. Không, Thẩm lão phu nhân, bà nghe tôi nói, đây chắc chắn là âm mưu của Khương Tuế Tuế. Video này, chắc chắn là cô ta ngụy tạo, âm mưu á. Tôi thấy ban nãy mọi người đều bị ảo giác, chỉ có cô và tên họ Tô này không sao. Lẽ nào mấy người đã sớm biết nấm có độc sao? Cô nói linh tinh, sao mà tôi biết được, đồ ăn là nấm ảo giác. Thì ra nấm này, tên là nấm ảo giác hả? Thực phẩm hiếm vậy. Sao cô biết? Tôi thấy, hai người là đồng phạm. Còn có gì để cãi nữa? Người đâu, đuổi cả hai người họ ra cho tôi. Đừng, tôi bị oan, không liên quan đến tôi. Đừng mà, thẩm lão phu nhân, bà tha cho tôi đáng đời, hừ. Chào thẩm phu nhân. Đứa trẻ này, trông xinh thật đấy. Kết hôn chưa? Lần đầu cô gặp cháu, cô đã thấy hợp mắt rồi. Cô cũng có một đứa con trai. Trông cũng ra gì. Đến khi đó, cháu mà gả vào nhà họ Thẩm, cô đảm bảo, thằng nhóc đó chắc chắn không dám bắt nạt cháu. Yên tâm đi thằng nhãi. Mẹ nhất định sẽ giúp con bắt người đến nhà họ Thẩm chúng ta. Mẹ, mẹ biết thêm việc cho con thật đấy. Cô ơi, cháu kết hôn rồi ạ. Gì cơ? Thằng này dám chơi đùa với người có chồng rồi. Tình cảm ổn định chứ? Nếu tình cảm không ổn định thì cô cũng không cứng nhắc vậy đâu. Kết hôn lần hai cũng được. Tuy anh ấy hay nói dối, lừa người còn khác, hơi vô lý nữa. Nhưng lúc cháu gặp nguy hiểm đều là anh ấy bảo vệ cháu, vậy nên cháu không bỏ rơi anh ấy được. Cảm ơn ý tốt của cô ạ. Nhưng xin lỗi cô, cháu đã nói vậy rồi thì cô tôn trọng cháu. Con trai, mẹ cố hết sức rồi, con tự cầu nguyện cho mình đi. Mẹ, anh ấy là con trai cô sao ạ? Anh ấy là con trai cô sao ạ? Mẹ nuôi, không phải ruột. Thằng này con nói gì thế? Mẹ, khách đợi lâu rồi, đi thôi ạ. Mẹ còn chưa hỏi xong chuyện của anh con nữa, vì một người có chồng rồi mà còn không nhận cả mẹ ruột. Mẹ, anh trai con làm gì cũng có chừng mực, mẹ mặc kệ đi. Hai đứa không ai cho mẹ yên tâm được cả. Thẩm Dung Cảnh, rốt cuộc anh là ai thế? Xong phim rồi, không giấu được nữa rồi, anh đừng hòng lừa tôi nữa. Được, thực ra anh là... Tôi biết rồi. Em biết rồi sao? Anh cũng là người nhà họ Thẩm. Đúng vậy, anh chính là Thẩm. Anh chính là Thẩm, anh là người hầu nhà họ Thẩm, đúng không? Hả? Thẩm lão phu nhân tốt bụng nên mới nhận anh làm con nuôi. Em nói gì thì là vậy, thông minh quá. Đương nhiên, sư phụ cũng thường khen tôi thông minh. Nếu có thể chia đầu óc lúc nấu ăn cho IQ thì chắc cũng không đến nỗi ngốc. Anh đang lẩm bẩm gì thế? Không có gì. Vậy, Thẩm lão phu nhân, tại sao lại bảo tôi kết hôn với con trai bà ấy? Bà ấy không biết hai chúng ta đã kết hôn rồi sao? Cũng không đúng. Vậy sao anh gọi bà ấy là mẹ nuôi? Thì bà ấy lại giận chứ. Anh cả, con trai thứ nhà họ Thẩm đêm hôm đi với con gái. Anh là sếp Thẩm ở trên báo. Để
cô Khương bị sợ rồi. Lý Dung Cảnh là người hầu nhà tôi, nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau, sớm đã thân như anh em rồi, chỉ là hôn lễ của hai người. Người trong nhà vẫn chưa biết, nên ban nãy phản ứng của mẹ tôi mới quá khích vậy. Mong cô Khương đừng để tâm. Thì ra là vậy. Anh, vị này không phải là chị dâu tương lai của em đó. Vậy lần này anh nợ em một ân tình đấy nhé. Mau cút đi. Cô Khương, vậy hai người nói chuyện đi nhé. Sếp Thẩm không hổ là sếp Thẩm, khí chất, cách ăn nói. Sau này anh bớt mạo danh sếp Thẩm đi. Khí chất khác nhau quá. Khương Tuế Tuế, ban nãy anh cứu em đấy, biết rồi mà. Cùng lắm thì sau này ở nhà tôi lo chuyện nấu ăn cũng được. Nước hoa quả ở đây ngon thật đấy. Khương Tuế Tuế, em làm gì thế? Đây là rượu, không phải nước hoa quả. Rượu ngon quá. Thẩm Dung Cảnh, anh cũng uống một cốc đi. Mềm quá. Em làm gì thế? Mặt anh bứt ghê. Cứ như bánh bao thịt ấy. Em say rồi. Tôi đói rồi. Tôi muốn ăn bánh bao thịt. Bánh bao thịt ngon thật đấy. Khương Tuế Tuế, em tuổi trò hả? Đồ yêu tinh. Xong phim rồi, tối qua mình hôn Thẩm Dung Cảnh rồi, còn là mình chủ động nữa. Đừng giả vờ nữa, hôm qua ai đó cắn anh một cái, nếu giả vờ chưa tỉnh ngủ, thì hôm nay để anh báo thù. Tôi tỉnh rồi. Trùng hợp ghê. Anh cũng tỉnh rồi à? Ôi, đau đầu quá. Tối qua có chuyện gì xảy ra vậy? Sao không nhớ gì cả? Tôi đi làm trước đây. Hôm nay không phải chủ nhật sao? Sau này không được uống rượu nữa. Mất mặt chết đi được. Sau này bảo mình phải đối diện với Thẩm Dung Cảnh kiểu gì? Khương Tuế Tuế, cô còn dám đến đi làm à? Chị Nguyệt Đình vì cô mà bị đưa đi rồi, tôi cũng suýt thì mất việc. Cô đúng là đồ sao chổi, đấy là ý của sếp Thẩm. Liên quan gì đến tôi? Sếp Thẩm ơi sếp Thẩm, anh người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Tôi mượn danh anh. Anh đừng trách tôi, cô lấy sếp Thẩm ra dọa tôi sao? Cô dám đánh tôi. Cô dám đánh tôi. Đánh cô là nhẹ rồi đấy. Cô và Lý Nguyệt Đình nhốt tôi trong phòng đông lạnh, còn dùng danh nghĩa của tôi để thua cuộc thi, làm thực kinh bị người trong ngành nói. Chưa để cô mất việc, là cô nên mừng tật rồi đấy. Khương Tuế Tuế, đợi đấy. Lần trước là cô may, lần sau cô sẽ không may mắn vậy đâu. Vậy thì đợi đi.
Ôi trời, nhà vệ sinh ở đây còn phải xếp hàng. Quán rởm đời gì thế này? À, có con rán. Đây, sao trong này lại có con rán? Sao trong đồ ăn lại có rán thế? Gọi đầu bếp ra đây cho tôi. Đầu bếp Hương, bên ngoài có khách ăn món cô nấu, hình như không hài lòng, cô nên ra ngoài xem thử. Sao có thể? Xin hỏi quý khách có gì không hài lòng về món ăn của tôi? Bố. Tuế Tuế. Sao con lại ở đây? Sao con lại ở đây? Ây dồ, chồng à. Ông phải phân xử cho tôi. Dù tôi là mẹ kế của nó, nhưng tôi đối xử với hai đứa nhỏ trước nay đều như nhau. Khương Tuế Tuế, sao có thể trả thù tôi như thế? Bố, mẹ, hai người đừng tức giận. Có lẽ đây là sự cố ngoài ý muốn. Chị chắc chắn không, cố ý hại con. Tuế Tuế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con không biết. Con không biết, thức ăn không phải con nấu. Là con nấu. Nhưng sao con có thể bỏ rán vào trong thức ăn chứ? Hừ, vậy thì chưa chắc. Nói không chừng là cô đố kỵ viện viện nhà tôi. Cố tình trả thù thì sao? Bố, bố cũng nghĩ là con cố ý à? Chẳng lẽ không phải sao? Cũng vì viện viện là em gái cùng cha khác mẹ với con lại hại con bé như vậy. Từ nhỏ viện viện nhà chúng ta đã yếu ớt, không thể bị hoảng sợ. Người làm chị như cô, đâu phải không biết. Sao cô có thể ác độc như thế? Không ngờ, con nhóc này trông đàng hoàng mà trong lòng lại xấu xa như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bố, ở trong lòng bố, con là loại người đó sao? Bố, bố đừng giận. Có lẽ là chị quên mất. Cùng lắm thì con không ăn món này, vẫn là viện viện nhà ta hiểu chuyện. Tuế Tuế, con nhìn đi, em gái không so đo với con nói đỡ cho con, trong lòng con không thấy áy náy hả? Đồ đê tiện, đây là hậu quả việc cô tranh giành dung cảnh với tôi. Áy náy, từ nhỏ tới lớn, bố có thứ gì tốt thì đều cho Khương viện trước. Chỉ cần Khương viện mách lẹo, bố lập tức nhận định đó là lỗi của con. Chẳng lẽ con không phải con của bố sao? Từ sau khi mẹ con qua đời, bố chỉ lo lắng cho hai mẹ con họ, chưa từng quan tâm tới con. Lẽ nào bố không thấy áy náy sao? Khương Tuế Tuế, sao cô có thể ăn nói với bố mình kiểu đó? Bố, trong lòng chị có sự oán hận, không thể nào thông cảm với nỗi lòng của bố dành cho cái nhà này. Chuyện hôm nay, con thấy là thôi đi ạ. Viện viện, để con phải chịu ấm ức rồi. Chị gái, đĩa này chúng tôi không cần nữa, đổi đĩa khác đi. Ta, váy của tôi. Khương Tuế Tuế, tôi thấy là cô cố ý đối đầu với viện viện nhà chúng tôi mà. Không phải tôi. Con nhỏ bất hiếu. Bố, bố đánh con. Mày nhìn chuyện tốt mà mày làm kìa. Chị, em cũng đã nói không so đo với chị rồi mà, sao chị vẫn không chịu tha cho em? Mày không xứng làm con gái nhà họ Khương tao. Tôi đã nói không phải tôi, sao ông chỉ tin lời của Khương viện vậy? Chính mắt tao nhìn thấy mày hất rượu lên người con bé, mày còn gì để giải thích? Tôi là đầu bếp của Thực Kinh. Ông cảm thấy vì trả thù Khương viện mà tôi lại lấy công việc của mình ra đùa sao? Cô ta không xứng. Chị đối xử với em thế nào cũng được, nhưng sao chị có thể đổ oan cho em trước mặt bố? Chiếc váy này là món quà mà bố tặng em vào sinh nhật 18 tuổi. Thường ngày em không nỡ mặc, sao em có thể cố tình phá hỏng nó chứ? Dám làm không dám nhận, mày làm tao quá thất vọng. Mày không xứng làm con gái nhà họ Khương tao. Từ hôm nay trở đi, mày cút khỏi nhà họ Khương cho tao. Tôi lại thấy các người không xứng là người nhà của cô ấy. Từ hôm nay trở đi, mày không phải người nhà họ Khương tao. Tôi lại thấy các người không xứng làm người nhà của cô ấy. Tại sao lại khóc? Đừng sợ. Dám gây sự ở địa bàn của Thẩm thị tôi, ai cho mấy người lá gan đó? Hành vi vừa rồi của vị tiểu thư này đã bị camera giám sát quay lại toàn bộ, bao gồm cả việc cô bỏ con rán vào đồ ăn, hất rượu lên người mình, vu oan cho Khương tiểu thư. Kế tiếp, bộ phận pháp luật của Thẩm thị
sẽ tìm cô nói chuyện. Không, không có phải. Bố, con không có. Bố tin con đi, bố. Khương Việt đổ oan cho tôi, chứng cứ rất rõ ràng. Ông định xử lý chuyện này thế nào? Bố thấy em gái của con bé cũng không phải cố ý. Chuyện này bỏ qua đi. Con vừa cả phạm lỗi, ông lập tức đuổi khỏi nhà. Con của vợ bé làm sai, ông lại qua quyết cho xong. Nhà họ Khương, đúng là tốt đẹp. Cậu là ai? Lấy gì mà xen vào chuyện nhà họ Khương tôi? Bố, chính là anh ta đã giúp Khương Tuế Tuế. Trong bữa tiệc của thẩm lão phu nhân làm con mất hết thể diện, chắc chắn hai người này có gian tình đó bố. Mày lại có người tình, ở bên ngoài. Tao, mày làm tao tức chết mất, tao còn tính là gả mày vào nhà họ Thẩm. Anh ấy không phải người tình, anh ấy là chồng tôi. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Mày sắp chọc tao tức chết rồi. Chồng à, ông nhìn Khương Tuế Tuế này đi. Rõ ràng là nó khinh thường cuộc hôn nhân mà ông sắp xếp cho. Chống đối ông khắp nơi. Chi bằng để mối hôn sự với nhà họ Thẩm. Cho viện viện nhà ta đi. Đúng đó bố, mọi chuyện con đều nghe theo bố. Các người thật sự coi nhà họ Thẩm tôi là cành cao muốn trèo thì trèo. Muốn gả là gả sao? Hừ, cậu biết cái gì? Nhà họ Khương chúng tôi có hôn ước từ nhỏ với đại thiếu gia của nhà họ Thẩm. Nhưng sao tôi lại nghe nói thiếu gia nhà họ Thẩm đã kết hôn? Cái gì? Sao có thể chứ? Thân phận xếp Thẩm bí ẩn, sao anh biết? Các thế hệ người thừa kế của nhà họ Thẩm đều có một chiếc nhẫn được đặt làm riêng, tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Dương mắt tìm khắp Vân Thành, hiện tại chỉ xếp Thẩm mới có tư cách đeo nó. Đương nhiên là tôi biết. Chẳng lẽ anh muốn nói người đàn ông này chính là xếp Thẩm? Hừ, tôi cười tới rụng răng mất. Trợn to mắt chó của các người ra nhìn cho rõ. Đây là cái gì? Đây. Sao cậu lại có nhẫn của người thừa kế Thẩm thị? To gan. Dám vô lễ với xếp Thẩm. Xếp Thẩm, cậu chính là thiên tài kinh doanh kia. 20 tuổi, đã gây dựng được tài sản giá trị trăm tỷ. 25 tuổi, sáng tạo nên đế quốc thương mại, trở thành huyền thoại của cả một thế hệ Vân Thành. Không, điều này không thể xảy ra. Thẩm Dung Cảnh, tí nữa chuyện anh giả mạo xếp Thẩm bại lộ, chúng ta lập tức chạy sang cửa nhỏ phía đông, bên kia cách cửa ra gần nhất. Yên tâm đi, sẽ không bại lộ. Không thể nào. Sao xếp Thẩm có thể vừa ý loại con gái thô bỉ như Khương Tuế Tuế? Thân phận của xếp Thẩm, người như cô có thể nghi ngờ à? Khương Tuế Tuế là người vợ duy nhất của Thẩm Dung Cảnh tôi, ai dám vô lễ với cô ấy? Các người diễn đạt lắm ấy chứ. Xếp Thẩm cũng chưa lộ diện, anh cầm một cái nhẫn giỏng là đã muốn giả mạo xếp Thẩm rồi sao? Tôi thấy chiếc nhẫn kia của anh là đồ giả thôi. Tiêu rồi, đi xuống trần rồi. Tôi đếm tới ba, hai ta cùng chạy nhé. Một, hai, ba, chạy. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bị vạch trần rồi. Tôi đếm tới ba, hai ta cùng chạy nhé. Một, hai, ba, chạy. Nghe nói xếp Thẩm đang ở Thực Kinh, chúng tôi tới thăm hỏi. Ta, nhà họ Lý ở thành Nam, nhà họ Vương ở thành Bắc, nhà họ Hoắc ở thành Tây, nhà họ Ngô ở thành Đông. Mấy vị này đều là người nắm giữ mạch máu của Vân Thành. Xếp Thẩm, đã lâu không gặp. Anh, rốt cuộc anh là ai? Dám vô lễ với xếp Thẩm, muốn chết. Thẩm Dung Cảnh, họ cũng là do anh mời tới để đóng kịch à? Trông hung dữ quá. Đừng sợ, họ là bạn của anh. Anh thật sự là Thẩm Dung Cảnh, cho nên hôm đó trong bữa tiệc anh cố ý làm tôi bẽ mặt đúng không? Tác giả ác báo. Hơn nữa, là cô hại người trước. Vậy thì đã sao? Tôi chỉ là muốn làm thẩm lão phu nhân vui vẻ trong bữa tiệc của bà ấy thôi mà. Tôi chỉ muốn gả cho anh thôi mà. Nhưng cô ta lại phá hoại chuyện tốt của tôi. Vì sao anh lại bênh vực cô ta như vậy? Bởi vì Khương Tuế Tuế là vợ hợp pháp của Thẩm Dung Cảnh tôi. Cái gì? Các người đã kết hôn rồi. Đây cũng là một màn trong vở kịch thôi đúng không? Có được cái nhẫn này chẳng khác nào có được quyền lực của nhà họ Thẩm, ngồi trên nửa giang sơn của tập đoàn Thẩm thị. Anh coi nó là sính lễ. Khương Tuế Tuế,
em có đồng ý lấy anh không? Em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Thẩm Dung Cảnh, cái nhẫn giả của anh trông cũng tinh xảo quá. Tốn không ít tiền nhỉ? Em thích là tốt rồi. Không thể nào. Khương Tuế Tuế thô bỉ như vậy, sao cô ta xứng làm phu nhân nhà họ Thẩm chứ? Ngay cả gương mặt thật của tôi, cô còn mà đã nói thích tôi, cũng chỉ là ham mê hư vinh thôi. Tôi nhớ không nhầm thì Thẩm Thị ở nước ngoài, còn có một nông trại nuôi bò, thiếu công nhân vắt sữa. Qua đó làm việc đi. Người đâu? Dẫn đi. Đừng mà. Bố, viện viện. Ai ra, chồng ơi, ông mau nghĩ cách đi. Sao viện viện nhà chúng ta chịu cực khổ nổi, ông mau cứu con bé đi. Tuế Tuế hả, con khoan dung độ lượng tha cho con bé đi. Bố, ông quên rồi sao? Vừa rồi, ông mới đuổi tôi ra khỏi nhà họ Khương, nhưng con bé là em gái ruột của con. Em gái? Cô ta lén lút bỏ rắn vào trong đồ ăn hãm hại tôi. Lúc đó sao không nghĩ cô ta là em gái ruột của tôi? Tất cả đều là đúng người đúng tội. Khương Tuế Tuế, cái con danh có mẹ sinh, không có mẹ dạy này. Mày dám thấy chết không cứu. Dám gây chuyện ở Thực Kinh, sau này không được bước vào bất cứ chỗ nào của nhà họ Thẩm. Kéo xuống. Chồng. Tuế Tuế. Mày. Phu nhân. Cậu thả bà ấy ra. Em. Có cảm thấy anh hơi quá trớn không? Không có. Cảm ơn anh. Họ hoàn toàn không xứng làm người nhà của tôi. Hôm nay cảm ơn các vị. Không dám nhận đại lễ của Thẩm phu nhân. Tôi mời các vị ăn cơm. Tôi đích thân xuống bếp. Chuyện này. Ăn cơm tốt mà. Tốt tốt tốt. Sếp Thẩm này, tùy tiện vung tay đều là hợp đồng mấy chục triệu. Cậu ta lại tự mình xuống bếp. Có lẽ là để làm với phu nhân thôi. Sếp Thẩm mười ngón tay không dính mưa xuân. Sao biết nấu cơm chứ? Cái này. Thẩm Dung Cảnh, anh rửa đống rau này. Nghe nói sếp Thẩm tính tình không mấy hòa nhã. Cô ta dám sai phái sếp Thẩm làm việc. Cái này, tí cái nữa này. Sếp Thẩm nổi giận mất. Ai bảo không phải. Tuân lệnh vợ. Còn có việc gì không? Còn có. Anh lột củ tỏi này đi. Lại bảo sếp Thẩm lột tỏi. Nghe nói sếp Thẩm ghét mùi tỏi nhất. Cô nhóc này chắc sắp bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm rồi. Vợ à, anh lột xong rồi, em xem nè. Thẩm Dung Cảnh, anh còn chưa lột sạch sẽ đống tỏi này. Còn có cái rau này cũng phải cắt bỏ bên ngoài. Anh đúng là để thêm việc cho em mà. Tôi còn chưa từng thấy có ai dám nói chuyện với sếp Thẩm như vậy. Lần này chắc sếp Thẩm sẽ giận thôi. Vậy anh rửa lần nữa. Không đúng, cậu ta thật sự là sếp Thẩm mà. Nghe đồn sếp Thẩm buồn vui thất thường. Đây, chuyện này không thể xảy ra. Nhìn tôi làm gì? Lại nhìn thì hủy bỏ việc hợp tác của Thẩm Thị với các người. Thẩm, sếp Thẩm. Mắt chúng tôi bị lé. Hơn nữa lỗ tai cũng không nhẹ, vừa rồi chẳng nghe thấy gì cả. Thẩm Dung Cảnh, anh tới đây cho em. Tới đây vợ yêu. Xem ra sếp Thẩm rất hiền lành với phu nhân. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bất cẩn làm chuyện hợp tác bị hỏng. Thơm quá. Ăn đi mọi người. Ngon lắm. Thẩm phu nhân, cô nấu món này có thể sánh ngang với thực thần. Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng trách có thể nắm bắt được trái tim sếp Thẩm. Là ý gì? Cô chưa nghe bao giờ sao? Muốn nắm bắt trái tim đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta. Dựa vào tay nghề của cô, sếp Thẩm nhất định sẽ bị cô giữ chặt trong lòng bàn tay. Ăn cơm thì ăn cơm, nói nhiều vậy. Nhưng trước khi anh gặp em, anh quả thật đã gặp được một người. Cơm chiên trứng cô ấy làm ngon nhất thế giới. Thế, thế à? Đột nhiên tôi nhớ ra trong bếp còn bắc nồi canh, tôi đi xem sao.
Sếp Thẩm, sao cậu có thể khen người phụ nữ khác nấu ăn ngon trước mặt phu nhân vậy? Có vấn đề gì sao? Ghen chứ sao? Cậu không thấy phu nhân làng tránh vấn đề đó hả? Ghen? Đúng vậy, sếp Thẩm, một người đàn ông sao có thể cùng lúc thích món do hai người phụ nữ làm chứ? Có lý. Các ông đã giúp tôi. Quay về hãy tìm trợ lý bàn chuyện hợp tác đi. Thật sao? Cảm ơn sếp Thẩm. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Còn ngồi đó làm gì? Chúng tôi còn chưa ăn xong. Hiểu rồi. Sếp Thẩm, tôi sẽ đi ngay. Tôi còn chưa ăn. Có cần nói với Dung Cảnh, hôm đó ở trên núi, người nấu ăn cho anh ấy là mình không? Lỡ như anh ấy biết rồi không cho mình tham gia cuộc thi thực thần tranh bá nữa thì phải làm sao? Bỏ đi, anh ấy cứu mình nhiều lần, mình cũng nên thành thật đối đãi. Cùng lắm thì nói chuyện rõ ràng. Thẩm, Dung Cảnh có lẽ không phải người cực đoan. Thật ra, sau này, anh nói trước đi, sau này anh không ăn món do người thứ hai nấu nữa, anh chỉ ăn của một người là em. Tiêu rồi, sao anh ấy đột nhiên lại ngang bướng cố chấp như vậy, mình không được nói. Mình là đồ đệ của thực thần, không thể. Lúc nãy em định nói gì? Thật ra, em tham gia cuộc thi thực thần, vẫn còn thiếu vài nguyên liệu. Em yên tâm, em cần nguyên liệu gì anh cũng sẽ tìm cho em. Thật sao? Cần thứ gì cũng tìm được. Đương nhiên. Cuộc thi thực thần tranh bá lần vào này mấy trận đấu dẫn chơi trước kia không giống nhau. Phải coi trọng, coi trọng, coi trọng. Nhưng nguyên liệu mà em tiếp xúc đều không thể tham gia cuộc thi. Cho nên phải nhờ anh cầu xin sếp Thẩm giúp em rồi. Nguyên liệu gì? Tốt nhất là nấm chất phổ trắng ở nước ngoài, tôm hùm xanh của Butalia nước ngoài, trứng cá tầm caviar biển lễ. Và cả, nước để nấu phải dùng xương sớm, tươi mới nhất vào mùa xuân. Nhưng số nguyên liệu này đều không dễ tìm, thậm chí có tiền cũng không mua được. Nhưng, em tin, anh chắc chắn sẽ có cách. Đúng không? Em yên tâm, dù em có muốn sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống cho em. Cái gì? Nấm chất phổ trắng nước ngoài, tôm hùm xanh Butalia nước ngoài, trứng cá tầm caviar biển lễ, xương sớm mùa xuân, đó toàn là nguyên liệu cao cấp nhất thế giới. Vừa tốn tiền vừa tốn sức sếp Thẩm, cậu có chắc không phải đang đùa với phu nhân không? Sếp Thẩm, nguyên liệu khác thì dễ rồi, nhưng xương sớm mùa xuân, đi đâu tìm? Cái này mùa xuân qua lâu rồi, khó lắm sao? Tôi cho các ông 7 ngày, trước khi cuộc thi thực thần tranh bá bắt đầu phải lấy được chúng về cho tôi. Các vị gia chủ, xin mời. Sếp Thẩm, cuộc thi thực thần tranh bá năm nay anh sẽ làm ban giám khảo sao? Đi. Mình bị người ta theo dõi rồi sao? Mình bị người ta theo dõi rồi sao? Đồ chết tiệt, mau nghe máy đi. Khương Tuế Tuế, cô còn muốn tham gia cuộc thi thực thần tranh bá, nằm mơ. Chị Nguyệt Đình, lượng thuốc mê này đủ cho cô ta ngủ một ngày một đêm. Cô ta chắc chắn không thể tham gia cuộc thi thực thần tranh bá ngày mai. Vậy thì tốt. Không phải cô thích dụ dỗ người khác làm sao? Hôm nay tôi sẽ cho bọn họ phục vụ cô đàng hoàng. Cô đoán xem Dung Cảnh biết được có còn thích cô không?
đúng là quấn người. Mới một lúc không gặp đã gọi nhiều cuộc cho mình vậy. Sao không nghe máy? Sếp Thẩm. Không hay rồi, phu nhân biến mất rồi, cái gì? Quán quân ngày mai. Chỉ có thể là tôi. Con nhóc đúng là non. Các anh em, hôm nay có phúc rồi, Khương Tuế Tuế, cô đừng trách bọn tôi. Muốn trách thì trách cô đắc tội với người không nên đắc tội. Anh Tử, Tử, nối, anh Tử, ai sai các người làm vậy? Ơ, cái này. Anh Tử, nói không. Anh Tử, nói không. Anh Tử, nói không. Anh Tử. Chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc. Tôi chỉ biết, cô ta họ Lý. Lý. Lý Nguyệt Định. Sếp Thẩm, xử lý bọn họ thế nào? Đưa đi trước, lấy lời khai rồi đưa đến đồn cảnh sát. Vâng. Tuế Tuế. Tuế Tuế. Em tỉnh lại đi. Xin lỗi em. Chỉ tại anh không nghe điện thoại. Khương Tuế Tuế. Sau này anh sẽ không làm em giận nữa. Em đang ở đâu? Em không sao. Tốt quá rồi. Anh đừng ôm chặt quá, em không thở được. Yên tâm, sao em chết được chứ? Em cùng lắm chỉ trúng chút thuốc mê mà thôi. Bổn tiểu thư từ nhỏ đã nếm thức ăn cho sư phụ. Chút thuốc mê này không ảnh hưởng gì lớn. Khương Tuế Tuế. Anh yêu em. Cổng vào dự thi sắp đóng. Nhân viên chưa đến nơi, coi như tự động bỏ cuộc. 3. Sao cô ấy chưa đến? 2. Khương Tuế Tuế. Cô hết cơ hội rồi. 1. Đóng lối vào, đợi đã, còn tôi. Đợi đã, còn tôi. Chuyện gì vậy? Sao cô ta lại ở đây? Cô ta phải đang bị nhốt ở khách sạn mới đúng chứ, may là tới kịp. Ai mà ngờ anh ta lại khỏe như vậy. Sáng suýt thì dậy không kịp làm lỡ việc lớn. Tôi biết ngay, cô nhất định sẽ đến, đương nhiên. Chỉ là cuộc thi này không phải quy định, cần có 3 giám khảo tham dự sao, sao chỉ có 2 người? Lý Đại Sư, không ngờ cô cũng tham gia cuộc thi thực thần tranh bá năm nay. Lý Đại Sư, ông ấy lợi hại lắm sao? Chậc. Cả Lý Đại Sư cũng không biết, đúng là không có kiến thức. Lý Đại Sư được mệnh danh là chiếc lưỡi vàng ở Vân Thành. Dù món ăn có phức tạp thế nào, chỉ cần qua miệng ông ấy, đều có thể dễ dàng phân biệt được nguyên liệu và gia vị. Số điểm ông ấy cho luôn có sức thuyết phục nhất. Chỉ là vị giác nhạy bén chút thôi mà. Nghe cũng chẳng giỏi giang gì. Dám khinh thường giám khảo. Tôi thấy cô không tôn trọng cuộc thi thực thần tranh bá, không cho người khác nói sự thật nữa à? Cô, được rồi, được rồi. Các cháu đều là tuyển thủ hạt giống giành quán quân năm nay. Dù ai được quán quân, chúng ta hữu nghị là nhất. Hữu nghị là nhất. Không ngờ Lý Đại Sư cũng không tệ. Không ghi thù. Người còn lại thì sao? Xem ra giống như ông già tướng mạo không nổi bật. Đầu quê mùa, đó là ông Trình nổi tiếng. Thời trẻ liên tiếp 3 năm giành được quán quân cuộc thi thực thần tranh bá. Bây giờ, cuộc thi thực thần tranh bá mỗi năm đều sẽ mời ông ấy đến làm giám khảo. Ông ấy là giám khảo uy quyền nhất trên khắp Vân Thành. Cuộc thi thực thần tranh bá bây giờ ngày càng xuống dốc.
ngay cả rác rưởi như thế cũng có thể vào chung kết. Tôi thấy nghệ thuật ẩm thực này sắp tiêu tùng rồi. Ông Trịnh, chúng ta không quen biết nhau, sao ông lại nói như vậy? Cô Khương, quý nhân mau quên quá. Lúc đó, ở cuộc thi nấu ăn ở Thực Kinh, cô đeo mặt nạ thi đấu với Diệp Trạch. Không hề có ý tôn trọng với cuộc thi. Người như cô, không phải rác rưởi sao? Mình thi đấu với Diệp Trạch, ông ta nhắc tới. Lẽ nào là chuyện lần trước Lý Nguyệt Định mạo danh mình ở Thực Kinh? Nhưng chẳng phải cuối cùng mình đã giải thích rõ ràng rồi sao? Sao lại? Ông Trịnh, thật ra lần trước, loại rác rưởi như vậy mà cũng xứng vào chung kết. Chẳng lẽ bám được người giàu có nào đó, đi cửa sau rồi à? Lý Nguyệt Định, một kẻ thua cuộc như cô cũng dám chế nhạo thực lực của tôi. Cô đừng tự tin thái quá, Khương Tuế Tuế, cho dù cô vào chung kết thì đã sao? Quán quân của cuộc thi thực thần tranh bá chỉ có thể là tôi. Cô chỉ là một kẻ chạy chung mà thôi. Nếu cô thật sự tự tin như vậy, vì sao lại làm tôi ngất xỉu, không phải sợ tôi thắng được cô sao? Không phải sợ tôi thắng được cô sao? Cô biết rồi à? Chết tiệt, chẳng lẽ Dung Cảnh cũng biết rồi? Món nợ này, đợi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ tính sổ với cô. Khương Tuế Tuế, cô chẳng qua chỉ là kẻ nghèo khó tạp vụ không có danh tiếng, may mắn mới vào được cuộc thi thực thần tranh bá. Không giống chị Nguyệt Đình của chúng tôi, không những có thực lực, mà còn sử dụng nguyên liệu thuộc dạng cao cấp nhất. Cô lấy cái gì để so? Bào ngư này, nhập từ Đông Hải, chọn lựa toàn những con tươi ngon nhất trong mùa. Còn những con hàu này, nhập từ cửa sông Bội Lung. Chất thịt tươi mới mọng nước, ăn vào giòn dai, có mùi hạt sẻ đặc trưng. Những nguyên liệu cao cấp này, mặc dù tốn công tốn sức, nhưng vị ngon tuyệt. Cô lấy cái gì để so? Vấn đề nguyên liệu, đúng là sở đoản của mình. Thế thì đã sao? Nguyên liệu có tốt, gặp người không biết nấu, cũng chỉ lãng phí. Ừ, tôi thấy cô đang đố kỵ phải không? Mang những nguyên liệu tầm thường kia lên thi đấu, chắc chắn sẽ thua. Ước hiếp người quá đáng thì nấu ăn. Nếu chỉ so về nguyên liệu thì cần gì phải tổ chức nữa? Đầu bếp Diệp bệnh vực cô ấy như vậy, chẳng lẽ là thích cô ta rồi? Cô, nguyên liệu có tốt thì làm được gì? Thực thần tranh bá năm nay, tôi vẫn sẽ giành quán quân. Thực thần tranh bá năm nay, tôi vẫn là quán quân. Ngông cuồng, tôi sẽ xin giám khảo đánh giá nguyên liệu của cô. Nếu đánh giá thua, cô sẽ mất tư cách thi đấu. Đương nhiên, cho dù có qua được đánh giá, tôi cũng có cách khiến cô rút lui. Cô thật hèn hạ. Cũng không biết nguyên liệu Thẩm Cảnh Dung chuẩn bị thế nào rồi. Phu nhân, nguyên liệu mà sếp Thẩm dặn, chúng tôi tìm được rồi. Phu nhân, tìm được rồi. Tôi tới trước. Phu nhân, mời xem, đây là nấm chất phổ trắng của nước ngoài, chúng mọc ở vùng đất gần gốc cây, cực kỳ khó kiếm. Tôi dẫn theo 10 con chó săn được huấn luyện bài bản mới tìm được một ít thế này. Thẩm phu nhân nhìn của tôi này, tôm hùm xanh Butalia nước ngoài sinh trưởng 7 năm, phải lột xác 30 mấy lần mới có thể đạt tới kích thước này, chất thịt tươi ngon, còn có vị ngọt của biển cả. Tôi đích thân vận chuyển từ nước ngoài về đây, cô xem rất là tươi. Ây dạ, phu nhân, phu nhân, cô hãy xem thứ tôi chuẩn bị cho cô. Đây là tướng cá tầm caviar biển lễ. Cá này sinh trưởng rất chậm, nhất định phải đợi sau 60 tuổi mới có thể tạo thành trứng cá. Có thể so với quả nhân sâm rơi xuống đất là tan ở dưới biển, cực kỳ quý giá. Mấy thứ của các ông chẳng là gì cả. Phu nhân, xin mời xem. Chỉ là nước bình thường thôi mà, có gì kỳ lạ đâu chứ. Phu nhân, đây là sương sớm mùa xuân, bây giờ đã vào hạ. Tôi đích thân chạy tới vùng Nam Cực, tìm được một thôn làng chưa khai phá, thu thập sương sớm. Mỗi buổi sáng, thu thập suốt nửa tháng mới thu thập được chừng này. Nhiều nguyên liệu cao cấp như vậy, cả đời tôi mới thấy lần đầu, thật là ngang ngược. Cô ta lại sai 4 vị gia chủ ở Vân Thành đưa nguyên liệu tới. Những thứ này đều do Thẩm Dung Cảnh nhờ sếp Thẩm tìm đến sao? Sếp Thẩm đúng là đỉnh của chóp. Khương Tuế Tuế, cô lấy đâu ra mấy nguyên liệu cao cấp này vậy? Không phải là quyến rũ được tên nhà giàu mới nổi nào đó đấy chứ? Cô sủa cái gì vậy? Cô là con chó của Lý Nguyệt Định, cô ta vừa nói là cô liền không nhịn được mà lao ra cắn cô. Sao? Yên lặng, yên lặng. Cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mời những người không liên quan rời khỏi đây. Nói cô đấy, người không liên quan. Khương Tuế Tuế, cô đợi đó cho tôi. Nhưng vẫn còn một giám khảo chưa đến mà. Vừa nãy sếp Thẩm gọi điện thoại đến nói phải nán lại dọc đường, bảo chúng ta cứ tiến hành trước. Có những nguyên liệu này rồi, đoạt giải quán quân không phải là chuyện đơn giản hay sao? Khương Tuế Tuế, cho dù cô có những nguyên liệu cao cấp đó thì có thể làm gì? Hai người ngồi trên ghế giám khảo,
một người là tai mắt của tôi, một người là ông Trình ngao ngán cô đến cực điểm, cô thua chắc rồi. Sao lão giám khảo đó cứ lường tôi vậy? Tôi oan ủ quá. Lần trước Lý Nguyệt Đình mạo danh thân phận của cô để so tài với ông Trình chính là giám khảo của lần đó. Chỉ có điều còn chưa đợi cô vạch trần sự thật thì ông ấy đã rời đi rồi. Cái gì? Ông ấy không nhìn thấy tôi tháo tấm khăn che mặt của Lý Nguyệt Đình ra vậy sao? Vậy há chẳng phải ông ấy sẽ ghét tôi làm sao? Thảo nào Lý Nguyệt Đình lại tự tin như vậy, hóa ra là đã có chuẩn bị từ trước, yên tâm đi. Tay nghề nấu ăn của cô nhất định có thể chinh phục được ông Trình. Ông ấy không phải người hẹp hòi như vậy đâu, mong là như vậy. Đợi lát nữa món ăn của Khương Tuế Tuế được bê lên, ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Sư phụ, con nhất định sẽ đoạt được giải quán quân về cho thầy. Đồ đệ sẽ không khiến thầy mất mặt đâu. Đây. Đây chính là vô ảnh thủ trong truyền thuyết sao? Nghe nói thịt cá được xử lý bằng kỹ thuật này. Thần kinh còn chưa kịp mất đi sự sống, thịt cá bỏ vào miệng còn có thể động đậy đó. Nguyên liệu tươi như vậy, không làm Phật nhảy tường thì tiếc quá. Phu nhân cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thơm quá, mùi vị này, lẽ nào là từ trong nồi của Khương Tuế Tuế bay ra sao? Không ngờ con khốn này lại thuyết phục được Dung Cảnh chọn cho cô ta nguyên liệu đắt tiền và nổi tiếng như vậy. Đúng là một ả hồ ly tinh. Bổn tiểu thư lợi hại như vậy đấy, cô tức cũng vô dụng. Nấu có ngon nữa thì có tác dụng gì, chẳng phải vẫn phải dựa vào giám khảo chấm điểm mới có thể phân định thắng thua sao? Xem cô có thể đắc ý được bao lâu. Quán quân lần này chắc chắn sẽ thuộc về bổn tiểu thư. Món Phật nhảy tường này rất tuyệt vời, tươi ngon mềm mỏng, đúng là tận hưởng bữa tiệc vị giác. Mình còn tưởng trong ban giám khảo có trợ thủ của Lý Nguyệt Đình nữa cơ, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Món ăn của tôi. Ôi chao. Xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ cái bát này lại được để gần như vậy. Ôi chao. Thế này thì ông Trình không thưởng thức được rồi. Thật là tiếc quá. Một kẻ nhân phẩm đê tiện thì có thể nấu được món ngon đến đâu chứ, không nếm cũng được. À. Ôi chao, vậy xem ra chỉ có thể để tôi chấm điểm vậy. Điểm tối đa là 10 điểm. Chấm 6 điểm đi. 6 điểm? Sao có thể chứ? Tôi phản đối, ông cố tình. Vừa nãy ông còn khen món tôi nấu ngon, dựa vào đâu mà lại chấm điểm cho tôi thấp vậy? Vừa nãy tôi khen món ăn của cô là vì nguyên liệu tươi. Nếu không vì nguyên liệu, bảo tôi nếm thử một miếng tôi còn chê gia vị quá nhạt nhẽo, lửa chưa đủ độ, cô đã lãng phí chỗ nguyên liệu tốt đó rồi đấy. Ông cố tình làm hỏng món ăn của tôi, cố tình cho tôi điểm thấp. Tôi không phục. Cô không phục thì có tác dụng gì? Trước giờ Lý đại sư luôn đánh giá đúng trọng tâm, cô có tư cách gì nghi ngờ? Cô nhìn cho rõ đây, đây là cuộc thi thực thần tranh bá, không phải là quán ăn nhỏ nhà cô mở. Lý Nguyệt Đình, tất cả đều là mưu kế của cô đúng không? Cô cố tình nhắm vào tôi đúng không? Làm sao đây, tuyệt đối không thể để họ đạt được âm mưu được. Tôi muốn xin được làm lại. Xin làm lại nhất định phải có người đảm bảo. Nếu không cô học lỏng món ăn của các thí sinh khác, thì chúng tôi đi đâu kêu hoan đây? Khương Tuế Tuế, cô là cái thá gì, ai lại đi đồng ý đảm bảo cho cô hả? Nếu như sếp Thẩm ở đây thì tốt rồi, nể tình Dung Cảnh. Ông ấy nhất định sẽ giúp mình, để tôi làm người đảm bảo cho Khương Tuế Tuế. Cảm ơn anh. Không phải cảm thấy gánh nặng, chỉ là tôi ngứa mắt lũ tiểu nhân đê tiện đó mà thôi. Đầu bếp Diệp, tôi biết anh thích cô ta. Bây giờ anh cũng là thí sinh. Theo như quy định, thí sinh không được đảm bảo cho người khác. Lẽ nào anh muốn phá hỏng quy định bao nhiêu năm qua của cuộc thi thực thần tranh bá sao? Cô, quy định chính là quy định. Nếu như không có ai đảm bảo, tôi sẽ bác bỏ yêu cầu của Khương Tuế Tuế. Tôi đảm bảo cho cô ấy.
Tôi đảm bảo cho cô ấy. Tôi đảm bảo cho cô ấy. Anh đến làm gì? Chống lưng cho em. Giám khảo hôm nay đều là nhân vật máu mặt rất có thế lực ở Vân Thành. Nhất định là có quen với sếp Thẩm. Bây giờ anh mạo danh thân phận của sếp Thẩm sẽ bị vạch trần đó. Anh mau đi đi, em có thể giải quyết được. Sếp Thẩm, mời anh ngồi. Cuộc thi thực thần tranh bá này vốn là do nhà họ Thẩm tôi sáng lập ra. Nhưng phu nhân của tôi lại bị làm khó dễ ở đây. Các vị, cố tình vào mặt Thẩm đung canh tôi đúng không? Phu nhân, Khương Tuế Tuế là vợ cậu sao? Khương Tuế Tuế và Dung Cảnh đã kết hôn rồi sao? Sao có thể chứ? Không sai. Vậy thì đã sao? Đây là cuộc thi. Cho dù cậu là sếp Thẩm thì cậu cũng không thể phá hỏng quy định. Quy định? Cái gì là quy định? Nhà họ Thẩm tôi chính là quy định, cậu. Món ăn của vợ tôi bị giám khảo đánh đổ và chấm điểm ác ý. Tôi thấy các vị không muốn sống ở Vân Thành nữa rồi. Sếp Thẩm, hiểu lầm. Tôi là một giám khảo. Sao có thể chấm điểm tùy tiện được? Vậy sao? Vậy thì ông sợ cái gì? Nếu như trình độ của Khương Tuế Tuế thật sự không đủ, cho dù có làm lại lần nữa cũng không thể uy hiếp đến những thí sinh khác. Chuyện này, những món ăn dự thi đều đã được nấu xong rồi. Nếu như Khương Tuế Tuế làm lại, thì khó mà tránh bị nghi là học lỏm. Tôi dùng danh dự của nhà họ Thẩm để bảo đảm. Lý đại sư còn vấn đề gì không? Chuyện này. Anh là sếp Thẩm thật sao? Anh là sếp Thẩm thật sao? Vì sao anh lại lừa em? Tuế Tuế, anh có thể giải thích. Anh vờn em như con khỉ vui làm sao? Rõ ràng là anh có nhiều cơ hội có thể giải thích như vì vậy. Vì sao anh lại không nói? Anh không muốn em tránh xa anh vì thân phận của anh. Tuế Tuế, anh. Sếp Thẩm, đây là khu vực của thí sinh. Nếu anh đã là giám khảo, thì mời anh về vị trí mà anh nên về. Khương Tuế Tuế, cho dù cô có thể làm lại thì đã làm sao, cô đã dùng hết nguyên liệu rồi, cô vẫn không thắng được tôi đâu. Nấu cơm quan trọng nhất không phải là công đoạn, cũng không phải là nguyên liệu, mà là cái tâm. Cái tâm, ý muốn lúc đầu khi nấu nướng. Hãy nghĩ xem vì sao mình lại muốn cầm sảnh cơm lên. Nghĩ xem rốt cuộc mình muốn tạo ra mùi vị như thế nào. Làm theo bổn tâm của mình. Sư phụ, con hiểu rồi. Sư phụ, con nhất định sẽ giành được giải quán quân về cho thầy. Đồ đệ nhất định sẽ không làm thầy mất mặt đâu. Lần đầu tiên mình cầm sẻng cơm lên. Chỉ muốn sau khi học thành tài quay về nấu cho người thân một bữa cơm ngon. Chỉ thế mà thôi. Khương Tuế Tuế, cuộc thi thực thần tranh bá chính là cuộc thi long trọng nhất được tổ chức một năm một lần. Không ngờ cô lấy thứ cầu thả qua loa như thế để làm tác phẩm dự thi, đúng là sự sỉ nhục của giới đầu bếp chúng tôi. Đúng đó, loại người như Khương Tuế Tuế không hề xứng tham gia cuộc thi thực thần tranh bá. Rút lui đi, 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 im miệng, im miệng. Cuộc thi thực thần tranh bá này không hề có quy định về món ăn của thí sinh, nếu còn kẻ ác ý gây mất trật tự, cút khỏi cuộc thi. Dân lấy lương thực làm trời, nguyên liệu không phân chia cao thấp. Theo như tiêu chuẩn của cô, tôi sẽ dùng nguyên liệu thấp kém nhất mà cô nói để thắng cô. Mông cuồng đến cực điểm, cô tưởng một phần cơm rang trứng là có thể thắng được tôi sao? Mơ mộng hão huyền. Vậy thì cứ chờ đó mà xem.
chắc Lý đại sư sẽ không bất cần đánh đổ món ăn của thí sinh một lần nữa đúng không? Sao có thể chứ? Mùi vị này. Một đĩa cơm rang trứng. Sao lại ngon như vậy chứ? Khó ăn quá. Món ăn như này căn bản không thể tham gia cuộc thi được. Tôi cho 3 điểm vậy. Mua chuộc giám khảo. Cô được đấy. Vậy thì đã sao, thủ đoạn không quan trọng. Tôi chỉ cần thắng. Đây không phải là cơm rang trứng bình thường, nó tên là cơm ảm nhiên tiêu hồn. Cơm ảm nhiên tiêu hồn. Khương Tuế Tuế, em là đồ đệ của thực thần thật sao? Khương Tuế Tuế, em là đồ đệ của thực thần thật sao? Suýt thì quên mất chuyện này. Người nào đó không có khẩu vị, tôi thấy Lý đại sư không cần tham gia cuộc thi thực thần tranh bá mùa sau nữa đâu. Con khốn này, rốt cuộc thì cô đã dùng thủ đoạn gì để dung cảnh cho cô điểm số cao như vậy hả? Một kẻ có nhân phẩm đê tiện có thể nấu được món ăn ngon đến đâu chứ? Khương Tuế Tuế, cho dù có dung cảnh chống lưng cho cô thì đã sao? Ông Trình không thích cô, cũng sẽ không chấm điểm quá cao cho cô đâu. 2-1, cô vẫn không thắng được tôi đâu. Món này do cô nấu thật sao? Hạt cơm tơi xốp, hương trứng tràn ngập, ăn rất đưa miệng, đỉnh không thể tả. 10 điểm, hoàn toàn xứng đáng. Cái gì? Không, không thể nào. Ông Trình, không phải ông ghét cô ta làm sao? Vì sao lại cho cô ta điểm cao như vậy chứ? Ân oán cá nhân không liên quan đến cuộc thi. Tôi không phải là người đê tiện, vô liêm sỉ như vậy. Không đúng, có phải cô là người so tài với Diệp Trạch không? Tất cả chuyện này đều là mưu kế của cô đúng không? Tiểu nhân không biết xấu hổ. Không không, không phải tôi, không phải tôi. Không, không phải tôi, không phải tôi. Qua xác minh, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, Lý đại sư đã nhận hối lộ của Lý Nguyệt. Mời hai người đi với chúng tôi một chuyến. Lý Nguyệt Đình bắt cóc người khác, nhân chứng, vật chứng đều đủ cả. Tôi không nhận tiền, tôi không nhận tiền thật mà. Ơ hay. Dung cảnh, em sai rồi. Anh cho em một cơ hội nữa có được không? Con khốn Khương Tuế Tuế này, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho cô đâu. Không nghe thấy, lời nguyền quật ngược lại. Chúc mừng cô nhé Khương thực thần. Đánh bại tôi với cách biệt 1 điểm, tôi thua không phục khẩu phục. Cảm ơn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Khương Tuế Tuế, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quán quân của cuộc thi thực thần tranh bá lần thứ 18 là Khương Tuế Tuế. Thực thần, thực thần, thực thần, thực thần, thực thần, thực thần, thực thần. Em đã ngủ với anh rồi thì phải chịu trách nhiệm. Sau này, không được gần gũi với người đàn ông khác nữa. Vẫn giận à? Rõ ràng em là đồ đệ của thực thần. Sao em không nói cho anh biết sớm? Hại anh tìm khổ cực như vậy, em có nỗi khổ trong lòng mà. Lỡ như sau khi anh biết rồi lại không cho em tham gia cuộc thi thì phải làm sao? Anh là người như vậy sao? Sao em biết được? Hay là chúng ta hủy đi, được không? Xem sau này anh thể hiện thế nào. Tuân lệnh vợ. Sau này anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Hôn đi, 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 hôn đi.